Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như chư vị Phật tử đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý, là ngày Chủ nhật cộng tu hàng tuần tại Tịnh Thất Quan Âm. Ở giấc nhàn hôm nay tiếp tục lên chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về 10 niệm nhớ số, gọi là thập niệm ký số, và nói đến bảo thân tiết dục và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày kỳ siêu cho mẹ của cô Huệ. Cô Huệ Lisa, cô ở bên Hoa Kỳ, cô đưa người mẹ về đây để phụng dưỡng khi bà cụ đến 97 tuổi. Bà cụ ra đi rất là tốt. Hôm nay giáp năm tiểu tường, cô có phát tâm cúng dường tịnh tài để phóng sanh, cúng dường cho đại chúng buổi sáng hôm nay. Hương linh của bà Hứa Thị Ngô mất ngày 16 tháng 5 kỷ hợi, hôm nay cô làm trước ngày. Thường người ta đắm giỏ quan niệm người ta làm ngày sống. Pháp danh Mãn Phúc Đức, hưởng thọ 79 tuổi, và hương linh của ông sẵn hôm nay cũng hồi hướng cho ông là Lâm Sang Chối, mất ngày 7
tháng 2 năm 1997, thọ 78 tuổi ở tại Hậu Quê, Hậu Kỳ. Thêm hồi hướng cho hương linh Diệu Âm Diệu Nghĩa, Phạm Thị Tình, mất tại phòng hộ niệm, mất ngày 7 tháng 3 năm 2020. Nguyễn Thị Mười, hương linh của ông Lê Trí Toàn, pháp danh Đức Thọ. Gia đình người này cũng hàng tuần gửi tiền để phóng sanh. Giờ thỉnh đại chúng niệm Phật 10 lần để hồi hướng công đức cho chư vị hương linh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như chư vị Phật tử đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý, là ngày Chủ Nhật Cộng Tu hàng tuần tại Tịnh Thất Quan Âm. Ở giấc nhàn hôm nay tiếp tục lên chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về 10 niệm nhớ số, gọi là thập niệm ký số, và nói đến bảo thân tiết dục và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ hai cái buổi thứ ba vừa rồi với thứ tư. Thì buổi thứ ba đó là chúng tôi nói đến cái pháp thập niệm ký số, là 10 niệm nhớ số của Tổ sư Ấn Quang. Và cái cách lễ nó chưa có ổn định giống như là chúng ta đang tu như sáng hôm nay. Cho nên ai gặp cái đĩa đó thì chỉ coi cái phương cách và cái cách để chúng ta hành trì 10 niệm nhớ số. Còn cái cách lễ thì vẫn là cái ngày thứ năm. Thứ năm tức là lễ 6 chữ 334 như đại chúng tu hồi sáng hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi sẽ gộp hai cái bữa tu chung và tu riêng. Tổ sư Ấn Quang có nói là tu cùng đại chúng và tu một mình. Ở trong này có một số những người khi đến tịnh thất tu chung với đại chúng, nhưng mà có những lúc mình về mình cũng tu một mình. Thì tu một mình thì chúng tôi có kinh nghiệm hơn tu với đại chúng. Vì vậy cho nên chúng tôi đưa ra cái phương pháp niệm Phật. Lúc đầu thì 334 nó có khoảng cách im lặng, về sau chúng tôi tu một mình thấy là 10 số nhớ luôn lần dễ, chúng tôi đưa đại chúng tu thì nó lại không vô được. Vì bước đầu nhớ số từ 1 đến 10 thẳng luôn khó nhớ, cho nên thành ra mình phải chia làm 3 hơi. Thì chúng tôi làm luôn 10 số đưa vô đại chúng thì mình vượt quá bực. Ngài nói là phải là 334 trước, mà mình muốn nhanh không được. Cho nên tổ Ngài chế ra, Ngài đã dụng công và khá kỳ công, tốn công sức, thời gian, kinh nghiệm vào trong cái phương pháp thập niệm nhớ số này. Mà mình vội, mình đi nhớ thẳng 10 số, đại chúng vô, coi như bỏ số chạy luôn. Không nhớ số nổi, bởi vì 10 số mà nhớ thì không phải là dễ. Bước đầu 1, 2 phút, 5, 10 phút, chứ còn về sau rất khó, ai sức định sâu mới có thể nhớ nổi. Vì vậy cho nên mình vẫn giữ 334, ngắt một khoảng. Thì chúng tôi hồi hôm qua khi giảng xong rồi dùng cơm ra phòng hộ niệm, thấy bà cụ bà đứng. Cụ này có duyên với Bồ Tát Thiên Thủ, có phát tâm cúng dường, rồi một số quý Phật tử hỗ trợ nhau, cũng khoảng một nửa chứ chưa trọn vẹn, bởi vì làm cái bệ đồ mà hai con thiên nga là có phát tâm trọn vẹn.
Thì chúng ta hỏi sao cô thấy cái phương pháp mới kinh hành niệm Phật nhớ số 334 có thấy được không? Ông kêu úi giời, tuyệt vời năm sư phụ ạ, tuyệt vời năm. Con nói tiếng Bắc. Kêu úi giời, bao nhiêu lâu nay con niệm Phật xong mà nó khó niệm mà nó khó nhiếp tâm, hôm nay con vào con đi một hai lần là con thấy nó tuyệt vời năm sư phụ ạ. Chúng tôi nghe mà hoan hỷ vô cùng. Hầu như ai cũng vậy, nhất là thầy Thiện, thầy nói lễ và đi rất là thoải mái. Và hồi chiều hôm qua nhận cái tin nhắn là quý Phật tử nhắn vô số 312 thầy Tuệ giữ đó, nói rằng là nhờ thầy nhắn lại với sư phụ là đừng bỏ cách này, đừng đổi cách này. 6 năm nay bắt đầu con biết niệm Phật tu với đại chúng tại tỉnh thất, trên mạng con nhiếp tâm vô câu Phật hiệu không được, mà đến bây giờ con lại trong tuần này vừa rồi bắt đầu là sư phụ phổ biến là con nhiếp tâm rất dễ nhớ số, và cái tâm con thấy có an lạc trong sự công phu. Rồi một số hầu như là quý thầy quý Phật tử đều tán thán cách này. Không những là chúng ta tán thán mà Tổ sư Ấn Quang gửi cho các vị hòa thượng hầu như là mọi người đều tán thán hết. Tuy nhiên cái cách để dụng công vào công phu á, thì Tổ Ấn Quang không ai hỏi, cho nên Ngài không có nói lễ cái cách 334 như thế nào, Ngài nói cứ lễ Phật. Người không có người hỏi và cái cách đi kinh hành như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi phổ biến thêm, và cái đĩa này là cô đọng mong mọi người nghe đi nghe lại trong một tuần tới. Tuần tới chúng tôi ngưng không giảng, vừa là có thời gian để nghỉ ngơi chiêm nghiệm cái cách này sâu hơn nữa. Nói chiêm nghiệm vậy chứ 3 năm nay chúng tôi đã là chiêm nghiệm và tìm mọi cách làm sao để cho đại chúng đi vào công phu. Và bản thân mình để công phu sâu vào cái cách này không được liên tục. Hôm bữa chúng tôi nói giống như là mình biết cái nhà đó là có củ báu, nhưng mà cầm sẵn chìa khóa là biết là mình mở cửa sẽ được, nhưng mà thời gian 3 năm. Chìa khóa đó là 10 niệm nhớ số, mở không được, khó cực kỳ chứ không phải là dễ. Cho hôm nay nếu ai chịu lắng lòng thực sự để nghe, và chút nữa thầy Tánh sẽ làm lại. Bây giờ trong này một số những người chủ nhật trước có đi mà thứ ba chúng tôi giảng không có coi trực tiếp trên mạng, thì chủ nhật này chúng tôi lên đây thứ nhất là dỗ của mẹ của cô Huệ cũng như một số các vị hương linh chúng tôi lên thân hành, và cái chính là chúng tôi giới thiệu hai phương pháp tu một mình và đại chúng. Còn một cách nữa là tu tự do. Tự do là mình đi bách bộ, không dính vô cái chân mình bước theo, giống như đi trong kinh hành. Đi kinh hành theo đại chúng là mình phải bước theo cái nhịp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó có cái khoảng cách ngắt. Chút nữa thầy Tánh sẽ làm đủ hết mọi cách. Rồi trong cái cách mà tu một mình đó, thì có lúc mình ngồi bách bộ ngoài công viên hoặc ngồi chỗ nào thiệt thoải mái, có thể mình niệm 334, nhưng mà cái lối niệm mà tu một mình đó và thoải mái tự do đó là cái niệm nó không có phải như đi kinh hành, nó dính liền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó, cái câu danh hiệu nó dính liền thì nó có cái sức mạnh rất mạnh. Rồi còn cái tu tự do, còn cái cách tu nằm nữa. Biết tu nằm không? Nằm niệm trong tâm, nhớ số, hít thở. Tổ nói nằm niệm thầm trong tâm, đúng không? Có nghe đúng không? Còn cách này nữa. Thì trước khi chúng tôi giới thiệu những cách này thì chúng tôi nói tổng quát hai cái buổi giảng hôm trước. Thì thứ nhất đó là cái câu mà chúng tôi tâm đắc và lãnh hội cái câu lấy câu Nam Mô Di Đà Phật làm bổn mạng nguyên thần. Càng chiêm nghiệm càng thấy sâu và hay cái câu này. Vừa chúng tôi có nói rồi, ngày thứ năm vừa rồi, tuần trước đó, câu Nam Mô Di Đà Phật là bổn mạng nguyên thần, lấy câu Nam Mô Di Đà Phật làm bổn mạng nguyên thần. Hôm nay chúng tôi nói thêm là lấy pháp thập niệm nhớ số, 10 niệm nhớ số làm bổn mạng nguyên thần. Bổn là gì? Là gốc. Mạng là thân tâm này. Cái gốc của thân tâm này là gì? Là hơi thở.
nếu không còn thở nữa và thở phì phào là coi như gần chết rồi đó. Mạng này coi như chuẩn bị, thân mạng này coi như là chuẩn bị trả về cho các bụi rồi đó, rồi tùy nghiệp để thọ thân đó, theo nghiệp mà xả thân nè. Cái chỗ này lãnh hội cho sâu. Bồ Tát thì thường nguyện thọ thân, thường nguyện tái lai thọ thân và thường nguyện xả thân. Còn mình là vì nghiệp ái mà thọ thân, rồi tham ái quá độ và nghiệp xấu ác, sát sanh trộm cắp tà dâm quá độ, cho nên thọ mạng phải ngắn đi. Nó khiến hơi thở, thở không nổi, không giữ gìn hơi thở được, và thọ mạng hết rồi bắt đầu là ra đi hai bàn tay trắng. Không phải là sự nghiệp ngoài đời kiếm cơm áo gạo tiền đó là bổn mạng nguyên thần đâu. Vì sao vậy? Vì có những người mới sanh ra chưa lột lòng mẹ, nằm trong bụng đã chết rồi thì làm gì có sự nghiệp nữa. Suy nghĩ lại đi. Và sanh ra 5-7 tuổi chết trẻ, bây giờ 15-17 tuổi không giữ thân đường bằng cách là hủy hoại thân mình bằng cách thủ dâm tà dâm chết, thì sự nghiệp đối với họ là con số 0, là chuyện ảo ảnh thôi. Thì đâu phải là sự nghiệp đó là bổn mạng. Nhưng mà họ đeo đuổi sự nghiệp, làm ăn, giám đốc, tất cả mọi thứ đó là phương tiện sống tạm thời, không phải là bổn mạng. Hiểu chỗ này. Bổn mạng mình đang là hơi thở nè, phải giữ hơi thở cho tốt, hít cho sâu, dưỡng khí cho đủ, tinh thần bắt đầu sảng khoái, sức tập trung cao, sức chịu đựng khá, dùng toàn tâm của cái sức chịu đựng tập trung này, gọi là đầy đủ khí lực đặt nơi tâm lực để lên câu danh hiệu Phật. Chỗ này lắng nghe, lãnh hội cho sâu chỗ này. Bổn mạng của thân chúng tôi xem như đó là hơi thở. Và chúng sanh lấy cái mạng mình là cái thân này để sát trộm dâm dối. Nghiệp của thân đó là sát sanh trộm cắp tà dâm. Nghiệp của khẩu đó là nói láo, khoe khoang đâm thọc rửa chửi. Nghiệp của ý đó là tham sân si. Ba cái nghiệp này nó đang hoành hành mình. Không trừ nó như ghẻ độc thì một ngày nào đó phải cửa tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh mở ra, chắc luôn chống chạy đâu hết. Nếu là thượng phẩm thì tham sân si đầy ấp bụng dạ thì vào địa ngục chắc, là trung phẩm ngạ quỷ, hạ phẩm là súc sanh. May lắm là được thân làm người, nhưng một đời không bằng một đời, do đời này hưởng hết rồi. Hưởng hết cái phước của làm người rồi. Cho nên cái lúc ra đi rất tàn tạ, đau đớn, méo mồm, méo miệng, hộc máu, tiếc của, giận hờn, các căn không vui vẻ. Các căn không vui vẻ, do tâm không vui vẻ. Vì sao do tâm không vui vẻ? Vì do không hết lòng tin ưa niệm Phật. Chỗ này, hết lòng tin ưa thích niệm Phật thì lúc lâm chung cũng như hiện thời các căn vui vẻ. Như vậy hôm nay mình lấy cái gì làm bổn mạng nguyên thần? Dĩ nhiên cuộc sống có để sinh tồn tạm không phải là bổn mạng nguyên thần. Câu Phật hiệu là bổn mạng nguyên thần. Vì niệm câu Phật hiệu được vô lượng quang là tiêu tan, tai nạn tiêu tan hết, và được trí tuệ là vô lượng quang, vô lượng thọ là duyên thọ, là thọ mạng kéo dài. Có phải là bổn mạng nguyên thần không? Phải. Còn ai không chấp nhận thì chuyện của họ. Nhưng Tổ sư Ấn Quang nói đây là bổn mạng nguyên thần. Nhưng mà nếu mà niệm mà không có hơi thở thì dễ bị tổn khí. Dầu là niệm tịnh thính, lặng lẽ lắng nghe, nhiếp tâm tịnh niệm, không có hơi thở cũng bị trở ngại. Nhớ kỹ chỗ này. Bổn mạng nguyên thần, người ở cõi này lấy thân này để hành sát sanh trộm cắp tà dâm làm niềm vui bổn mạng nguyên thần, lúc nào cũng nghĩ đến nó hết. Miệng thì bắt đầu ra lừa gạt dối trá, kiểu gì đó lừa gạt hại người hại vật là được, là cho mình là giỏi, bổn mạng nguyên thần. Ý mình tham sân si bằng mọi cách gì đó phải vơ quét, không được thì tức giận và không hiểu nhân quả là bổn mạng nguyên thần. Nếu là thượng phẩm thì phải địa ngục chắc, là trung phẩm là ngạ quỷ, hạ phẩm là súc sanh. Cái này phải thuộc, phải nhớ cho kỹ nó và phải làm cho bằng được. Không dạy nữa, không dạy lấy cái này bổn mạng nguyên thần nữa. Mà lấy cái gì bổn mạng nguyên thần? Thân của mình bây giờ phải đổi lại, thay vì sát sanh trộm cắp tà dâm, bây giờ là thân mình phải chuyên lễ Phật.
chuyên không phải là suốt ngày đêm mà chuyên lễ một Phật Di Đà, thêm nữa là Thích Ca ba lạy, Quan Âm ba lạy, Thế Chí ba lạy, Địa Tạng ba lạy, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng ba lạy. Này chúng tôi nói trong văn sao nha. Lấy thân bữa nay đổi lại tu tịnh nghiệp chuyên lễ, miệng nói láo khoe khoang đâm thọc rủa chửi, hôm nay chuyên xưng danh hiệu Phật, thầm ra tiếng trong tâm, ý tham sân si đổi lại chuyên niệm. Được không? Được. Cái chuyện này nó dễ hơn là thập ác đó. Thân sắc sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói láo khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý tham sân si. Cái chuyện này nó khó cực kỳ, mà đều là thói quen nhiều đời đến nay thôi. Là thói quen thôi các bạn ạ. À. Là thói quen cho nên thành ra mình thấy nó là bổn mạng. Mà ai nhiều người nói họ còn tham sân si họ chịu không? Không, nói họ hết tham sân si họ chịu. Mà khi nào hết tham sân si? A-la-hán. Đoạn được tư hoặc tham sân si mạng nghi là A-la-hán. Làm nhẹ nó đi tham sân si mạng nghi. Làm nhẹ thôi nha, chưa trừ nó được. Mà phải chứng được kiến hoạt, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đã đoạn sạch vô sơ quả, từ đầu hoàng vô dòng thánh, rất vô dòng thánh rồi. Thì người này nếu ở ngoài đời không xuất gia, nếu nói họ mà hành tà dâm, họ thà chết vì gia đình, sự nghiệp, họ có con xong rồi họ không có khởi niệm hành tà dâm, dầu cho là giết họ chết họ cũng không chịu, thà bỏ thân mạng không bỏ pháp thân hệ mạng, không để hủy hoại pháp thân hệ mạng. Đó là vô sơ quả. Còn nếu chưa vô sơ quả thì không chắc, không chắc. Mà đoạn được thân kiến chưa? Thấy thân này là giả là không chưa? Chưa. Cái chỗ này là cái chỗ lãnh hội thiệt sâu, phải biết mình. Thì như vậy hôm nay đại chúng nên lấy câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần, lấy hơi thở làm bổn mạng nguyên thần, rời nó ra thì thọ mạng bắt đầu ngắn dần, tâm bắt đầu phiền não, đọa cảnh ác, nguy hiểm vô cùng. Lãnh hội chỗ này thiệt sâu. Thì hôm nay chúng tôi nói là để quay lại mình là chính, để cho mình nghe mình làm. Người nghe là thấy nói mình chứ không phải nói ai. Người nói là nói cho mình chứ không phải là nói cho người khác cao ngạo, ngông nghênh rồi ta đây là giỏi để dạy đời thiên hạ. Không phải. Nếu mà đã là ý niệm này thì không thể làm giảng sư được, không làm pháp sư được, không thể người truyền pháp được. Nói là nói cho mình để mình làm. Và người nghe đó là phải là nói mình đó. Bởi vì tất cả điều này là phàm phu có hết, không thiếu một cái gì hết, không phải là nói người khác. Thì người nghe và người nói đều có sự lãnh hội sâu. Kêu đâu, bây giờ không có kêu đến tên chú Sơ Thanh Sơn thì không kêu có nói gì tôi đâu. Xong rồi ra không có dính líu gì hết trơn, không thâm tháp gì hết trơn. Thì cái này người nghe không phải là thực sự nghe pháp. Nói là nói mình đó. Tham sân si còn không? Chúng tôi cũng còn, quý vị cũng còn. Bây giờ ý tham sân si bây giờ mình đổi lại là ý chuyên niệm được không? Được. Ngài Hám Sơn nói cái việc mà để ngừng tham sân si, không khởi vọng, biết vọng không theo, hoặc trở về trong tâm, cái chuyện này bọn phàm phu chúng ta làm không được. Phải là thượng căn mới có thể là chặn được cái ý niệm này mà không có phản ứng phụ. Mà chặn nó được thì khó, giống như là dòng nước ào ạt chảy 40 dặm, khó cực kỳ. Còn đổi ý niệm tham sân si thành qua niệm Phật, động trong tịnh hay. Còn tham sân si là động trong động, phiền não trong phiền não. Nhưng nếu người đã biết chuyển ý niệm tham sân si thành niệm Phật thì phiền não tức bồ đề, động trong tịnh. Tâm vẫn suy nghĩ, vẫn động, vẫn niệm Phật. Nhưng mà động này là không có một niệm tham sân si trong này. Nếu lắng sâu mà chịu niệm thì nó vắng mặt. Rồi bắt đầu chào vĩnh biệt luân hồi. Chào. Từ cái góc này mà hạ thủ. Thì hôm nay phải lấy cái gì làm bổn mạng nguyên thần? Chúng tôi nói không để mất thời gian nhiều. Thì Tổ sư Ấn Quang khai thị, trước khi chúng tôi vô giới thiệu lại cái cách để mà niệm Phật cùng đại chúng, để mọi người trên mạng họ biết. Bởi vì một số người họ coi hai cái đĩa thứ ba với thứ năm, hai cách lạy khác nhau. Còn đại chúng ở tại đây thì quá dễ rồi.
và lấy cái cách kinh hành của đại chúng bên ngoài đem vô phòng hộ niệm, và hộ niệm lễ cũng được luôn, và đại chúng ngồi ở bên ngoài đây tịnh tọa niệm Phật cũng được luôn, nhất cưỡng lưỡng tiện, tuyệt. Thực sự chúng tôi không tài giỏi gì, mà đây cũng là tâm huyết, quá là tâm huyết với bộ văn sao. Phải là tâm huyết mới được. Hồi sáng chúng tôi đi có nói với thầy Tấn chia sẻ về cái việc mà đại chúng ngồi hít thở. Nếu ai hàng ngày hít không quen không sâu, hơi thở không đều và không quen, thì ngồi tại đây nghe để hít thở thì nó hơi khó chịu một chút, vì nó chưa có quen mình hít thở hàng ngày đều. Cho nên nhiều lúc người có cái sức định sâu, họ nghe không hôn trầm buồn ngủ, tâm yếu yếu một cái là họ ngủ liền, họ chịu không nổi, không đủ không khí, tâm lực yếu, không có tiếp nhận được, thì thôi giờ ngủ luôn, tịnh đang ngủ. Ngủ nghe nó cũng có cái thú của nó. Nghe câu được câu không, chút nữa nghe lại. Tuần sau không giảng, đĩa này nghe lại thường xuyên đi. Một tuần này chúng tôi lãnh hội cái cách thập niệm ký số. Thực ra nó một tuần chứ ba năm nay rồi. Thì đại chúng nên nghe đi nghe lại cái cách này và nhìn cho sâu để cho khỏi quên. Sở dĩ vì sao người ta dùng một thời gian người ta bỏ. Cái điều này là 1996 chúng tôi nghe một vị sư cô đó có thọ dụng mà nói chúng tôi bỏ ngoài tai. Thứ nhất là mình thấy rất quá bình thường, quá tầm thường, nhưng đừng có xem thường cái cách này. Ấn Tổ nói tuy cạn mà sâu, bình thường phi thường, không sâu rất sâu. Cố gắng lắng nghe, đừng có hiu hiu rồi không lãnh hội được uổng à. Dùng cách này vạn tu vạn quy khứ, ngàn vạn người tu, ngàn vạn người về cực lạc. Quy khứ là về cực lạc. Vì sao họ dùng một thời gian họ bỏ? Thứ nhất họ dùng không đúng cách, thứ hai họ không thấy thú vị trong đó, và thứ ba đó là họ không áp dụng vào cái công khóa, công phu vào thời khóa, không áp dụng vào thời gian họ bỏ. Và có nhiều người và rất nhiều người thích niệm Phật vô cùng, nghe nói có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng, bởi vì sợ chết cho nên muốn niệm Phật để sống dai, chứ không phải muốn niệm Phật để giảng sanh. Đủ kiểu, kiểu nào họ cũng có thể là thích niệm Phật nhưng mà niệm không được, vô không công phu không nổi. Niệm bị tán tâm niệm Phật rồi, vừa là tán tâm niệm Phật mệt mỏi đầu óc, vừa là thiếu khí lực nữa, thì thôi thua, thả, buông luôn. Thì cái niệm Phật đó thì Tổ sư Ấn Quang khai thị, niệm Phật niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải xét nơi chốn quan cảnh như thế nào. Nếu mà niệm mà mình đi bách bộ, đi chung với bạn, tuy rằng bạn đang nói chuyện, nhiều lúc muốn nghe thì nghe, còn không muốn nghe thì nhiếp số và niệm thầm, người bên cạnh không nghe, hoặc niệm trong tâm, bạn nói chét 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 chét, nói gì bên ngoài, mình vẫn gì không nghe được, lo tập trung niệm Phật, thì người này câu Phật hiệu bắt đầu sâu rồi đó. Còn người niệm Phật mà bị vọng tưởng đánh văng câu Phật hiệu và chỉ hướng tâm ra ngoài thì tâm người này bị tán loạn, thần không định và chưa sâu. Sâu nghe tiếng bên ngoài, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật trong tâm. Dĩ nhiên niệm thầm thì không nói rồi, mà niệm thầm nếu mà không có sức định trong tiếng âm thanh thầm mà thích thì vẫn bị vọng tưởng với bên ngoài, gặp một cái là mất liền, bỏ liền. Mà người chính niệm thầm nó sẽ đi sâu vào trong tâm. Khi sâu vào trong tâm thì tâm mình bắt đầu khởi niệm lên, có cái tướng của cái tiếng trong đó, mà mình không lắng nghe cho kỹ để nghe thôi, chứ không phải suy nghĩ không đâu. Nó có cái tiếng của cái tướng. Khi tướng cho tâm khởi niệm vô, buồn hoặc giận hoặc nhớ cái gì, nó có âm thanh trong đó. Ấn Tổ nói sâu, không có cái gì có thể phá vỡ cái thành lũy âm thanh này, bởi vì đó là bổn mạng nguyên thần. Họ giữ được thì định thần họ bắt đầu định lại, trí họ bắt đầu sáng ra, ngu trở thành trí, nghèo hèn trở thành sang quý, yểu trở thành thọ. Rồi bắt đầu đới nghiệp là mang nghiệp về Tây Phương cực lạc, nhưng về tới cực lạc thì không có nghiệp để được. Hôm qua mới coi lại kỹ câu này, hôm qua chúng tôi có nói câu này. Người về Tây Phương cực lạc còn kiến tư, tín nguyện đầy đủ, thiện căn phước đức đầy đủ, vẫn còn kiến hoặc tư hoặc. Khi vô liên thai về tới Tây Phương cực lạc, thấy Phật ngộ vô sanh, trở thành một con người hoàn mỹ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ ngũ thông, thì bèn tiêu trừ liền hoặc nghiệp khổ.
tam khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ hết, bát khổ hết, nghiệp không còn nữa, tham sân si mạn nghi không còn, tư hoặc kiến hoặc không còn, giống như một miếng thiết dầu cứng cỡ nào mà bỏ vô trong cái lò luyện lửa hùng hục và nó có cái độ mạnh hơn thiết thì phải tan chảy thành nước. Dầu cho nghiệp vô lượng đời kiếp tham sân si mạn đầy bụng dạ về tới cực lạc là phải tan thành nước, tan thành mây khói, không còn kiến tư, chỉ còn lại trần sa vô minh, đoạn trần sa vô minh để lên thật báo và thường tịch. Chỗ này là Thánh Tổ ca ngợi cái pháp môn tịnh độ, mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn tán thán pháp môn này. Chính cổ chúng sanh bỏ pháp môn này thì không thể nào mà có thể thành tựu được. Mười phương chư Phật thành Phật mà bỏ pháp môn này cũng không thể nào giáo hóa chúng sanh, khó cực kỳ giáo hóa. Kinh khủng. Lời này là một cái lời câu đối, nó tuyệt, tuyệt. Như vậy nơi chốn có những lúc mình trong đạo tràng thì trang nghiêm áo mão, trang nghiêm bằng y áo, rồi mình niệm ra tiếng. Mà đạo tràng người ta ra tiếng mình phải ra tiếng. Một là mệt thì mình phải thầm thôi, chứ không có thể mình niệm, người ta đang niệm 6 chữ mình niệm 4 chữ thì nơi chốn mình làm không ổn định thì phải rối đạo tràng không được. Mình mệt thì chỉ có cách là ngồi xuống là hay nhất. Lễ không nổi nữa, niệm không lớn tiếng được nữa, ngồi. Đang lại mình mệt ngồi vô hạn, im lặng và lắng nghe. Nhưng mà thực sự nếu mà dụng công hàng ngày và tốn khí lực như chúng tôi giảng thì có mệt, chứ còn quý vị hàng ngày chúng chưa đến nỗi mệt lắm. Vọng tưởng nó đánh tơi bời thì quen rồi chứ không thấy mệt. Chìm trong đó thấy vui trong đó, không thấy mệt. Nếu niệm ra tiếng rõ ràng không gây trở ngại thì nên niệm rõ tiếng như khi thực hiện nghi thức công khóa, nhưng chỉ nên sao cho tự nhiên, đừng niệm quá lớn tiếng, quá lớn tiếng có thể bị tổn khí. Chúng tôi có một thầy bạn, ông cúng rất giỏi. Mỗi lần mà ông lên đàn rồi ông ngồi 4 tiếng, ông cúng ê a suốt 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới ho, ho quá trời. Mà thầy bạn này thì hay hút thuốc nữa. Thì khi mà thuốc mà hít thiệt sâu vô thì cái không khí mà mình hít sâu vô, mà không khí trong lành mà hít thiệt sâu vô rồi giữ nó lại rồi mới thấy cái vận hành của cái khí của trời đất này nó vô trong con người mình. Bởi vì con người mình là một cái tiểu vũ trụ, khi lấy cái vũ trụ bên ngoài là không khí trong lành đi vào trong đó rồi, nó cảm giác gấp trăm lần là cái thuốc. Thuốc nó thấy mình cảm giác thích thôi chứ thực ra nó có hại. Sau khi hút một điếu leo dốc leo không nổi. Hôm đó ông nói không hút thì đôi khi đôi bộ lên dốc thì dễ đi nổi, chứ mà hít rồi đi lên thở phì phào lên không nổi. Bây giờ cái hơi thuốc đó là chất độc, nó vô trong đó, nó vận hành trong đó và nó làm cái bộ não mình chịu không nổi với nó mà mình thấy là thích thôi. Người hút thuốc, người phụ nữ hút thuốc không sanh con được. Ấn Tổ nói văn sao? Người nam hút thuốc đoản mạng, chết sớm. Nếu mà xì ke nữa thì thôi rồi. Xì ke đừng thử nó nghe, dầu cho một lần cũng đừng thử. Thử cái gì thử chứ đừng thử xì ke. Bởi vì cái cảm thọ mà xì ke nó nằm trong não rất sâu, chỉ chờ cơ hội là ra nó chích liền thôi. Vô trong tù ngồi nó cực chấn đã bị bó buộc và không cơ hội cho nó thôi, chứ nó còn cái chất trong đó, không phải là chỗ cai tuyệt đối nó. Một thời gian rồi về gặp bọn xì ke nó nháy nháy mắt, tụi nó có tín hiệu hay lắm là chích liền. Cho nên ở trong này mà phát hiện ai hút thuốc xì ke nữa thì thôi rồi, đừng nó ở đây. Công an hôm bữa lên nói đi xung quanh đây, họ xung quanh họ chơi cũng nhiều. Nguy hiểm vô cùng cái này. Trên 1 ký là bắt đầu là sự bắn, dưới 1 ký là trung thân. Bữa công an mới lên nói chúng tôi đừng thử nó. Thử gì thử cho đừng thử cái này. Còn người tu sĩ thử cái gì thử cho đừng có thử đến tài sắc à. Đụng đến nó là lợp bợp chợp là tan thân mất mạng à. Đừng thử nó. Còn ngoài đời thì thử sau đó thử, nhưng mà thử lần nữa đừng thử nhiều lần nó cũng tan xương à. Biết thử nhiều lần không? Nãy có cái cô đó, cô tới. Cô nói thưa thầy, ông chồng con đi theo gái rồi. Trời ơi tốt quá. Làm gì tốt? Trời ơi ông theo khỏe quá trời, ở nhà mình lo mình tu đi. Bà kêu dị quá, dị với hàng xóm. Kêu mình có làm gì đâu mà dị. Dị là họ thôi chứ còn họ không dị thôi, chứ mình có gì đâu dị. Dị là cô chấp thôi chứ thực ra bình thường đi. Ngồi nói chuyện có một chập.
Cô cứ nghĩ lại, họ hành hạ, họ làm mình khổ, họ bắt mình đẻ con đẻ cái, họ bắt mình đủ thứ, họ làm mình khổ. Đáng lẽ mình ở nhà mình phải lo cho cha cho mẹ, họ lấy mình đi ra khỏi cha mẹ, họ bắt cóc mình đi, bây giờ họ hành hạ như vậy. Bây giờ họ đi họ vui, họ không có chết mà cô buồn để nằm ở nhà cô chết chưa? Thấy dạy không? Đó, thấy chưa? Cô nghe đổi biết rồi, biết rồi. Nói biết rồi vậy chứ mình lấy cái chất nội tiết tố mà buồn đó là khó à. Phải hít thở cho sâu, phải công phu khá nó mới qua cái cảm thọ này được à. Chẳng phải dễ à. Đây là một loại bệnh, chúng ta nói ông chồng đang bệnh. Ủa ông bệnh gì vậy? Bệnh tâm. Ma nghiệp dâm nó dắt đi là bệnh tâm. Cho ông đang bị bệnh mà không thấy tội, về thấy thương ổng mà giờ ghét ổng. Về phải lấy nước nóng rồi cho ông tắm, ông bớt bệnh đi. Rồi lấy cơm rồi nấu cho ông ăn ngon cơm vô để cho ông khỏe. Có nhiều người nói khỏe ông đi nữa sao? Kệ, cứ cho đi. Bây giờ làm cho chồng bổ phận như vậy đó. Ông đang bị bệnh mà. Bệnh là một loại ma. Ma đó là nội ma, ma dâm, ma tham, ma sân. Bệnh mà. Có ai nghĩ mình bệnh không? Thân bệnh thì đi lo chữa, mà tâm bệnh có đi lo chữa không? Không, không, không. Mà nói mình đâu có bệnh gì đâu. Bệnh tham sân si à, sát trộm dâm dối à, bệnh này nặng à. Nếu tình hình nơi chốn đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng thì chỉ niệm nho nhỏ và niệm kim cang. Niệm ra tiếng lớn nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà niệm cái kiểu này mà ráng sức một thời gian công phu, hai thời cũng bị tổn khí luôn, chứ không phải là suốt ngày. Thì cái tiếng mở lớn mình nghe thì mình gì? Nhỏ tiếng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vừa đủ nghe. Phải biết dưỡng khí, đừng có nói tuổi trẻ như chúng tôi, năm 30 tuổi bắt đầu mở pháp hội, 37 tuổi là lên giảng tụng kinh Vô Lượng Thọ suốt ngày liên tục. Bệnh hôm nào không hay. Mỗi lần vô tụng kinh là nhói sâu lưng, tức ngực và khó chịu vô cùng, ráng thôi chứ cũng không phải thoải mái. Đây là cái bệnh chúng tôi, và mãi là khá dài mười mấy năm đó. Đó, hồi nãy giờ quý vị nghe, quý vị đang ngồi nghe không có tổn khí đúng không? Chúng tôi nói biết bao nhiêu cái khí lực ra, nhưng mà đều có cái niềm vui trong cái chia sẻ Phật Pháp, cho nên nó không thấy là mệt, là khổ. Bố thí Pháp là thù thắng hơn mọi thí mà. Niệm kim cang trì là sao? Nãy nói lớn tiếng nhỏ tiếng rồi đó. Lớn tiếng nhỏ tiếng là ra tiếng nè. Còn kim cang trì là niệm xe xẻ, niệm người khác không nghe. Chúng tôi, đó là chúng tôi niệm nhỏ thôi để người khác không nghe, chứ đúng ra nó là vậy nè, bằng hơi thôi, xì xì ra. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông Hồ Tiểu Lâm nói một đời Ấn Tổ thường dùng thầm như vậy. Cho nên 24 tiếng đồng hồ ngài giữ được, trong lúc ngủ cũng niệm được, trong tâm thức A La Gia thức được, mạt na thức là thức thứ 7 vẫn vận hành trong đó luôn. Và niệm trong tâm, hai lối này ngài đổi qua đổi lại. Trong tâm ngài dùng cái từ gọi là gì? Nhiếp tâm tịnh niệm, lặng lẽ lắng nghe gọi là tịnh thính. Niệm trong tâm, hai cách này đổi qua đổi lại. Ra tiếng thì chỉ vô công khóa thôi, chứ hàng ngày là dùng hai cách này. Chúng tôi coi nhiều đoạn đĩa, nhiều lục ra những tư liệu. Nãy giờ quý vị ngồi nghe là quý vị đi tìm, phải nát bộ văn sao, quý vị phải mất thời gian kỳ công lắm đó. Nhưng mà nghe qua một lần thì chắc là chưa lãnh hội hết, phải nhiều lần nó mới vô trong não mình được, nó vô trong tâm mình được. Rồi, niệm kim cang trì là niệm thầm thầm đó. Công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc chí. Ví dụ niệm lớn, niệm nhỏ, niệm kim cang, niệm trong tâm thì công đức nằm cái chỗ không phải là lớn, mà ngay chỗ chuyên tâm dốc chí, chí thành chí kính. Người mà niệm ra tới thiệt lớn mà không chí thành chí kính vẫn thua trong tâm là chí thành chí kính. Cái là quan trọng là cái chỗ chí thành chí kính. Trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra, nếu suốt ngày thường niệm, cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng hoặc kim cang hoặc niệm thầm trong tâm. Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng, ắt sẽ bị tổn khí. Chỗ này là chỗ mà quan trọng cực kỳ. Nếu mà ông lực sĩ đó, nếu mà người thích thú gì đi nữa, suốt ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 chưa tới một tuần là ho ra máu.
ổ sao niệm Phật ho ra máu bị bệnh ta? Do mình dụng không đúng cách, không khéo dụng công. Chưa chứng pháp thân cần phải điều hòa sao cho thích đáng thì mới chỉ có ích chẳng có tổn hại. Chứng pháp thân thanh tịnh rồi, phá được thân kiết rồi, thân họ như hư không, thọ dụng ngang hư không, tâm họ thanh tịnh thì họ niệm cái kiểu gì nó cũng không có bị ảnh hưởng, vì tâm họ vô định quá sâu, sức định họ quá sâu, cho nên thành ra cái thân này không bị chướng ngại họ nữa, gọi là chứng được gì? Chứng được cái pháp thân thanh tịnh. Chưa chứng pháp thân thì phải khéo làm sao đó để dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng thần, dưỡng khí. Mà Ngài nói dưỡng thân không gì hay bằng bất cách bớt sự ham muốn về tài và sắc là chính. Không hay gì, dưỡng thân không cách nào hay bằng bằng cách bớt ham muốn về tài và sắc. Ham muốn động tâm về mong muốn tiền bạc nhiều của chất đóng cũng bị tổn thương của nội tâm. Lòng tham quá lừng lẫy và ham về thì chuyện ăn nằm giàu cho vợ chồng chánh dâm với nhau cũng bị tan thân mất mạng, không biết dưỡng thân. Niệm rõ tốn sức, niệm thầm dễ hôn trầm. Cái người vô công phu bị kẹt, chúng ta bị dướng chỗ này. Buổi chiều thường buổi sáng là không thành vấn đề rồi. Buổi chiều khi giảng xong như vậy về, nghỉ một chút xíu, nghỉ một chút xíu vô công phu là hay bị cái chuyện niệm ra tiếng thì quá mệt. Đối với quý vị là thấy bình thường, chúng tôi là quá mệt, bởi vì nó hao tổn cái lượng khí quá nhiều. Niệm thầm thì gì? Hôn trầm, gục lên gục xuống. Niệm lớn tiếng thì quá mệt. Thì Ngài nói làm sao? Lúc đó là tán trì đó, mệt cũng là vọng tưởng, hôn trầm cũng là một loại vọng tưởng. Thì chỉ có cái vọng tưởng là tán loạn với hôn trầm thôi, cái đó gọi là tán trì, cũng có công đức khó nghĩ bàn. Nhưng so với nhiếp tâm tình niệm khác một trời một vực. Lúc này là không ra tiếng, không A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà lúc này là gì? Hít một hơi sâu vô tự do, không nén nó nữa, và trong tâm từng chữ A Di Đà Phật. Tốc độ trong tâm phải là như vậy. Nếu mà tốc độ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó lua trong tâm thì không rõ ràng. Ngài nói nghe không rõ ràng, niệm không rõ ràng, và lúc này cũng không nhớ số rõ ràng. Trong tâm phải giữ tốc độ chậm lại, vì tâm mình không quen với niệm danh hiệu Phật. Và trong tâm nên bốn chữ tốc độ chậm lại: A Di Đà Phật. Cái này gọi là lặng lẽ lắng nghe, nhiếp tâm tịnh niệm, gọi là tịnh thính. Dưỡng thần bằng cách an trụ câu Phật hiệu từng chữ từng câu, dưỡng khí hít đều vô. Lúc đó hít dồn dập nó cũng không chịu nữa. Đây là kinh nghiệm xương máu, chứ không phải là nói chuyện chơi, nói chuyện của người ta thiên hạ đâu nghe. Đối với mấy những cái điều trên á, Quang khá tốn công nghiên cứu. Năm ngoái đã tìm ra một cách hay khéo thuận tiện, viết thư trình bày với những người tri kỷ. Tri kỷ là những người chịu tu tịnh độ. Ai nấy đều khen ngợi, đó là 10 niệm nhớ số. Lúc đó bắt đầu đứng dậy có thể niệm thầm và hít sâu, lấy lại khí nhanh cực kỳ luôn. Nếu đã niệm thành phiến, cố nhiên không cần dùng đến những cách đã nói trên. Nếu chưa thành phiến và hết thảy những kẻ sơ cơ sử dụng cách này là cách thập niệm nhớ số thì chẳng ai chẳng hợp, chỉ có ích không có tổn hại. Thì hôm nay đại chúng mình bắt đầu dùng cái 10 niệm nhớ số ra tiếng. Những người mà họ quá tâm huyết niệm Phật, niệm bị tán loạn, niệm không có kết quả, mà họ gặp cách này một cái là chậm thôi, ít lạy thôi, nhưng mà câu Phật hiệu không một câu nào mà lọt ra khỏi tâm. Bước đầu là có nó lọt ra thôi, khỏi tâm nó chạy đi, nhưng về sau mà nhiếp được vô số thì ai cũng thấy hữu ích, và kết quả rất cực kỳ là những người tri kỷ hoan hỷ liền. Kinh hành bốn chữ, vì sao? Đi khó dưỡng khí, tản khí. Đứng là dễ trụ khí, hít sâu được. Đi rất dễ tản khí, phải dùng bốn chữ. Trong tâm khó nhớ bốn chữ, ra tiếng lễ Phật thêm hai chữ Nam Mô tuyệt. Thêm hai chữ Nam Mô khác với bọn phàm phu chúng ta lắm. Đừng dạy chỉ là bốn chữ chấp cứng niệm trong tâm hoặc niệm ra tiếng hoài, thì đừng dùng một cách cố định, coi chừng bệnh. Một ngày không sao, một tháng không sao, vài năm là có vấn đề. Vì con người mình bọn phàm phu phải từ 7 đến 10 năm mới vô thành phiến. Rồi
Nãy giờ là 10 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ chia sẻ cái cách để chúng ta biết dụng công. Hồi sáng có nghe cái đoạn này trước khi lên đây Ngài nói, cái 10 niệm nhớ số đó, nếu hàng ngày làm mà bằng đầu óc đó, làm văn phòng rồi đánh máy rồi bằng đầu óc mình phải suy nghĩ đó, thì có thể mình mở để mình nghe lại là thứ nhất. Còn không làm bằng mà làm bằng tay chân á, làm bằng tay chân mà không phải đầu óc á, nấu cơm nấu đồ vẫn có thời gian trống á, thì phải niệm trơn luôn, niệm trơn tức là niệm thẳng luôn, không nhớ số. Rồi sau khi làm công việc xong rồi quay lại nhớ số, Ngài vẫn đề xướng cái nhớ số là quan trọng. Mà cái nhớ số mà niệm giống như kinh hành có khoảng cách, kinh hành có khoảng cách là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó là đi kinh hành trong đạo tràng. Còn niệm mà thường người ta nhớ số bên ngoài, theo như chúng tôi thấy kinh nghiệm á, thì không có khoảng ngắt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai cái này khác nhau à. Đi kinh đi, bình thường niệm tự do đó nghe, không có đi kinh hành mình niệm có khoảng ngắt nó khác lắm. Nó bị cái tâm nó khựng lại một chút và nó hơi tốn khí một chút. Mà nếu thẳng trơn luôn là nó trơn tru mà nó ít đỡ tốn khí hơn. Cái người đi sâu công phu họ tính từng chút cái khí lực. Chỉ có người mình không công phu là nói bu lu bô la cho tổn khí, chơi rồi vô niệm Phật không nổi. Bây giờ cái niệm lớn tiếng, đại chúng coi như ở đây tương đối thuần, nhưng mà có một số người vẫn chưa thuần với cách này. Đứng ba ra tiếng, xá xuống, đứng dậy thẳng ba, quỳ thấp xuống bốn. Nhưng mà có nhiều người đứng ba rồi xá xuống rồi đứng lên ba nữa không, chờ quỳ xuống. Đơn giản vậy chứ mà không nhiếp tâm tự nhiên nó lộ à. Thì bây giờ hôm nay đại chúng nào đã tu được rồi, thực ra được là quen thôi chứ vẫn chưa hơi thở chưa sâu đâu. Và nhiều người đừng có nói sao chúng tôi chừa cái khoảng cách quá xa nha. Như hồi sáng hôm nay là chúng tôi dùng gấp đôi cái khoảng cách quý vị đang dùng. Khi mà quỳ thấp xuống chúng tôi hít rất sâu và dài, nó mới vô trong cái buồng phổi, nó mới sảng khoái. Niệm thừa lúc nào niệm phải thừa hơi thở, đừng cho nó thiếu hoặc đừng cho nó đủ. Đủ lâu ngày thành thiếu, thừa thì lâu ngày thành đủ được. Lắng nghe ngay cái chỗ này, lắng nghe cho kỹ chứ không thôi mình làm không được rồi trở ngại uổng á. Khi mà quý vị ngồi trong này với cái thân tâm trang nghiêm, quý vị nhiếp tâm nghe nó khác với mình nghe đĩa lại là một. Thứ hai nữa là mình hờ ơ thì coi như không thể nào thọ nhận được cái pháp thập niệm ký số của Tổ Ấn Quang đâu. Chúng tôi thờ ơ năm 1996 là coi như sư cô Phúc đó nói mà cổ cảm nhận được mà chúng tôi bỏ ngoài tai. Thiệt là một người có mắt không trồng, có tai mà không nghe được đó, nghe rồi bỏ đó. Thì bây giờ cái cách lễ thì chúng tôi mời Thầy Tánh lên để dợt lại cái cách này, thì lớn tiếng đại chúng rồi đi kinh hành không? Rồi tu một mình, rồi tu tự do không? Cái này bữa nay là gồm đủ hết. Cái điều chúng tôi duy trì mà mọi người hình như hơi khó duy trì đó là cột ống quần khi vô công phu. Chúng tôi vẫn giữ từ lúc đề xướng khá lâu, hơn một năm nay. Thầy Tánh đang cột ống quần phong kéo cái y lên đó. Rồi, mọi người thấy cột ống quần không? Thứ nhất là gì? Lạy không đạp cái lai của ống quần để nó cà tuột xuống. Ai có lạy mà đạp ống quần nó tuột xuống là đứng trước Phật cứ dậy không? Một chút xíu vậy thôi. Mà nhiều lúc chúng tôi cột xong rồi chúng tôi vào bên trong ngồi để bắt cái chân lên đó, thì nó bị kẹt, có thể mình xả bớt ra và mở ra cho nó nằm phía dưới ống quyển của mình gần mắt cá để cho cái ống nó thoải mái, nó không có căng cái quần khó chịu. Còn nếu mà mình làm sao cho nó vừa dặn thì nó không có bị căng như vậy. Thì cột ống quần thứ nhất là khỏi phải đạp lễ suốt buổi, không gì trở ngại. Lỡ cái quần mình nó lỏng hoặc là mình có tuột xuống cái lai quần nó xuống dưới rúng không thành vấn đề, không lo. Cái chuyện này là đang nói hành trì chứ không phải nói chuyện mà không có kinh nghiệm đó. Thứ hai, trong luật nói ống quần lùng thùng đó thì đồ bất tịnh trong người rớt ra trong Phật điện, người này không có lòng cung kính. Chỗ này phải biết à, phải may dây thun đi. Còn không, có nhiều người như hôm trước tôi gặp Hòa Thượng Trí Quảng,
là ống quần ngài may sẵn luôn. Ngày lễ Phật nhiều không biết sao may sẵn bó luôn. Những người như vậy. Còn mà đi ra bên ngoài không nói là lên Phật điện là phải trang nghiêm thanh tịnh, giống như mình lên đối trước Phật. Có khi nào mình ra mình lễ tổ, mình thấy mình để cái đầu mình, cái trán mình dưới chân của ngài. Lễ tổ hệ viễn, trước khi vô giảng thấy đầu mình để lên cái chân của ngài. Có cảm giác này không? Lễ tổ Ấn Quang thấy cái đầu mình để lên cái chân của ngài. Mình lễ Phật mình thấy đang để cái đầu mình á, sát cái chân của ngài. Để cái lòng ngã mạn mình á, nó bị tiêu tan đi. Lễ Phật là vậy đó. Cái gì mình đang ngồi như vậy, thấy người ta lại cúi đầu lễ dưới chân mình cảm động. Quá cảm động. Mà Phật thì dễ cảm ứng với mình vô cùng cái cách này. Cho nên chúng tôi nói là đi niệm được là kinh hành bốn chữ, đứng là lễ Phật, ngồi là tịnh tọa, còn một cách nằm dưỡng khí niệm trong tâm. Nãy chúng tôi nói thầy Tánh bây giờ chỉ có cách đi, cách đứng, cách ngồi, bây giờ ông phải làm cách nằm. Cái không được đó, trong chánh điện không có dùng cái cách nằm được. Mà nằm thì ai cũng nằm biết rồi không? Nằm bây giờ nằm ở nhà nhớ. Nằm không ngủ thì niệm Phật. Cho nên chúng tôi có cảm giác quen bấy lâu nay, vừa ăn cơm xong là niệm Phật thầm trong tâm, rất dễ chịu, không suy nghĩ gì cả, và vô giấc ngủ rất sâu buổi trưa, nằm nghỉ học giả buổi tối, vô hạn niệm trong tâm thầm từng chữ từng câu, lúc ăn cơm xong tuyệt, đừng hít thở, lâu lâu hít một hơi. Phải nuôi cái tâm mình như vậy đó chứ. Nuôi cái tâm mình bằng quả giác của Đức Phật Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật, bằng sữa đề hồ văn sao. Ấn Tổ nói chỉ cần 10 ngày nhiếp tâm theo thập niệm ký số là có chuyện thấy khác trong người rồi. 10 ngày. Còn họ niệm lâu lâu một câu, hoặc niệm sơ sơ, hoặc hai thời công khóa thì không nói. Mà nếu mà thường ngày mà họ chịu niệm chỉ cần 10 ngày thôi là trong tâm họ khác rồi. Vọng tưởng bắt đầu nhẹ rồi đó. Phiền não đối với họ là chuyện là không quan tâm rồi đó. Ghê. Pháp thập niệm ký số này có công hiệu kinh khủng. Giới thiệu suốt trong văn sao, suốt trong văn sao. Ai gửi thư đến cũng kêu ông coi cái lá thư ông Cao Thiệu Lăng đi. Kinh khủng thiệt. Mình đúng là có mắt mà không trồng, có tai mà như điếc, đọc hoài 3 năm nay mà bữa nay mới lãnh hội. Thiệt là nhục nhã hổ thẹn đến cùng cực. Không đáng học trò, sách dép của ngài không đáng. Nói mình đó nghe, đang nói mình. Chứ không phải la rầy quý vị. Thực sự nói chân thật. Bây giờ Miro cầm để đúng ra thì quý vị chỉ chấp tay thôi. Ở nhà hay là đại chúng đang tu thì không Miro, thầy phải cầm Miro. Và chút nữa thầy đi niệm Phật thầm tự do. Tự do là không theo bước chân. Tự do là họ đi bách bộ, họ đi thoải mái, không dính vô chân. Chỉ nhớ được số và thầm thôi. Bước đầu không nhớ số thì nhớ câu Phật hiệu thầm. Nhớ là 3, 3, 4, 3, 3, 4. Nhưng mà 3, 3, 4 không phải là 1 đến 3 xong rồi 1 đến 3, 1 đến 4 không phải. Nó phải theo đứng đến số 10 thì cái tâm nó mới đủ cái sức định. Quá số 10 là tâm mình chịu không nổi, không nhớ nổi. Mà 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4 không phải là từ 3, 1 đến 3 rồi 4 đến 6, 7 đến 10 thì cái sức định chưa sâu. Sức định chưa sâu trong nhớ số. Thì bây giờ cái đầu tiên là lễ Phật. Thầy Tánh sẽ là lễ Phật chung với đại chúng. Cái này đại chúng ai cũng làm được rồi phải không? Nhưng mà mọi người trên mạng có nhiều người chưa có rõ. Cái này cực kỳ là quý giá đó, có tiền mua không được đâu. Thì cái cách này đó là đại chúng ở đây tương đối bắt đầu là ổn. Mà hay nha, cái niệm Phật mà nó vô khớp một cái là nó yên một cái, nó không có tổn khí, một cái tâm nhiếp được cái là nó tính bắt tín hiệu liền. Hay nha. Mình làm cái gì mà bắt tín hiệu không được, gọi điện thoại bấm 0909-7474 đáng lẽ không? 0909-7473, nó không bắt tín hiệu. Chịu, lộn đi đâu. Hiểu bắt tín hiệu. Bắt tín hiệu là nó vô khớp, khí lực đủ, tâm lực ổn, bắt tín hiệu liền. Chịu liền, vô khớp liền. Thì bây giờ cái cách này là lễ Phật ra tiếng 3, 3, 4, 6 chữ. Ra tiếng rồi bắt đầu là sẽ tính đến cái chuyện đi kinh hành. Thâu cái đoạn này vô cho kỹ. Ông Hồ Tiểu Lâm, ổng lễ cái kiểu ổng là một mình được chứ đại chúng khó áp dụng. Mà ổng vẫn thích cái cách lễ Phật. Ổng nói ổng vẫn thích. Bởi vì đứng nó tụ khí được và dùng khí lực mạnh hơn đi. Ông nói hay, kinh nghiệm không? Còn đi như vậy nó bị tản khí do mắt nhìn tùm lum hết. Còn nếu mà lễ Phật thì mắt thầy Tánh xuống một nửa hoặc là thường là đó. Kì, coi cái con mắt 1/3 phủ đôi mi xuống là nè. Còn nếu mở banh mắt á, thì không nhiếp được mắt.
mà nhắm lại thì trong tư tưởng có nhiều ý niệm, rồi cái cảm giác của thọ ấm, coi như là tưởng ấm rồi thọ ấm ma trong đó, rồi nó nghĩ tùm lum, mình thấy hào quang sẹt sẹt, rồi vọng tưởng điên đảo là chừng ma dựa phát cuồng. Người nói hai cái chuyện này mở mắt cũng bị mà nhắm mắt cũng bị, mà chỉ 1/3, mà 1/3 khoái với mấy anh mà dễ ngủ lắm. 1/3 cái gì đó, nói vậy đó, ngủ liền để sụp xuống nhanh lắm. Nhưng mà ráng giữ được con mắt cái kiểu này cũng là một sức định thần. Mà khi mà nhìn thấy mờ mờ chớp mũi nữa thì nghe nói tuyệt, tuyệt. Lại thầm mà một mình nhìn chớp mũi, hít sâu chậm một tiếng rồi mới thấy công hiệu, cũng tu một mình cái pháp tập niệm nhớ số. Tuyệt. Thiệt mà. Cái này không lừa gạt quý vị đâu. Không lừa bịp đâu. Bây giờ lễ Phật 334 mà 6 chữ ra tiếng theo đại chúng. Chúng tôi cái khánh này là thế cho cái khánh trong máy. Trong máy thu đủ hết rồi. Bây giờ đầu tiên một tiếng khánh là xá trước đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay chúng tôi dùng cái khánh thôi cho đúng ở trong đại chúng. Hôm bữa thầy Nhận Minh nói phải đại hồng chung xuống, giống như là đại chúng thường tu thì người ta nghe dễ. Rồi tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ từ ngang đứng quỳ như vậy để ở đây nói cái chỗ này một chút. Nếu mà quỳ xuống mà hít cạn á, hít cạn nghĩa là hít không sâu á, thì không đủ 4 câu. Dẫu đủ mà ráng lâu ngày cũng tổn khí. Chúng tôi là thừa, chúng tôi là thầm mà thừa luôn. Hít một hơi thiệt sâu, chúng tôi để khoảng này hơi dài chút để quý vị hít thiệt sâu vô. Rồi, bây giờ 4 chữ xong rồi, bắt đầu là nhớ là 6 chữ 4 câu xong nha. Cái nhịp đầu là 3 đúng không? Xá xuống rồi đứng dậy 3 rồi xuống, đây là 4 là đủ 10 rồi nè. Một nhịp là 10. Rồi, xá xuống. Mà nhớ nha, khi xá xuống. Rồi, bắt đầu xá xuống. Vừa xuống hít hơi vô là có một câu trong tâm 4 chữ rồi. Chỗ này hơi lâu một chút để nghe cái ten mới lên nha. Còn mấy Phật tử chúng tôi coi trực tiếp cứ nhóm mong lên cái chưa nghe, cái bắt đầu là hụp xuống nghe cái ten cái là lên. Có nhiều người lên luôn để im vậy luôn. Giờ mới lên nè. Đâu có nôn nóng chi vậy ta. Để cái ten rồi cái khánh là lên chứ làm cái gì, cứ nhóm mong rồi nhóm rồi làm cái gì mà nó bột chộp vô cùng. Bây giờ sáng cái này. Đúng không? Đó, một nhịp nó xong là như vậy. Một nhịp xong là như vậy. Là lẽ được rồi đúng không? Là xong rồi đó. Thì bây giờ làm luôn một lượt luôn, khỏi nói gì nè, để đại chúng rõ lại. Sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
rồi, đủ một nhịp là như vậy. Nhớ, nhớ khi vừa bốn câu quỳ úp mặt xuống là một hơi vô là có bốn chữ trong tâm. Bước đầu nó nhạt nhè lắm, nó không có nhớ. Nhưng mà cái cách mà để dồn bốn chữ vô tâm thì cái cách này là mạnh nhất. Cái cách này là ấn tượng để bốn chữ vô tâm sâu nhất. Và thở ra bốn chữ nghe ten mình lên luôn. Hai câu bốn chữ trong tâm và xuống úp mặt và lên. Chỗ này là sâu nhất. Chúng tôi cho là chỗ này sâu nhất. Và khi úp mặt xuống như vậy để hơi lâu, máu bắt đầu nó bơm hết lên hệ tuần hoàn của não. Máu không thiếu lên não, không khí không thiếu lên não. Nhịp tim bắt đầu đập đều và hai cái đầu gối của mình bắt đầu, trên đầu gối nó ấn vô trong tim, nó cứ nhịp như vậy thì tim người này không bao giờ bị đau tim, và phổi người này do hít thở sâu không bị phổi, thận người này do xá nè, nhìn cái cách xá nè, xá là hôm trước thầy tánh xá thiệt sâu xuống thì nhiều người rất đau dây lưng chằng hơn sau, xá chỉ mức độ này là vừa nè, nhưng mà quan trọng khom người á. Thì thầy thì quen là cái tay thầy muốn đụng đất luôn, thì người thấy làm như vậy thì đau dây chằng sau lưng khó chịu vô cùng. Còn xá là vừa khoảng nghiêng lại như vậy, nguyên từ trên nguyên xuống lại như vậy, rồi bắt đầu cái tay mình vừa đụng cái gối nhẹ nhàng, làm sao đừng thoải mái nhất trong này, ngài nói là đừng có cưỡng ép cái thân, cũng đừng có cưỡng ép quá đáng cái không khí trong người. Mới lần đầu mà mình bắt đầu lạy, cái khí lực nó chưa vô mà mình ráng quá thì chút nữa tâm lực cũng yếu, không hít nổi nữa là mệt chán. Mới lần đầu đưa nó vô từ từ, không khí phải nhớ nguyên tắc đưa nó vô từ từ. Bước đầu lễ Phật với đại chúng hít nó vô từ từ. Bước đầu mình hít 30, sau 40, sau 50, canh tọa độ nó đến 7-80 là khúc cuối cùng, là cái phút 30 phút hoặc 40 phút là thoải mái luôn, nó thông hết cơ thể. Đặt một cái là nó đi rẹt vô trong liền, do tâm lực quá mạnh, khí lực bắt đầu nó theo đó luôn. Nhớ chỗ này lắng nghe kỹ, khí lực tổn, tâm lực tổn theo. Tâm lực đủ an trụ trong hơi thở thì tâm lực có, khí lực theo đó luôn. Có nhiều người hơi thở họ phào phỉnh, họ làm cho tâm lực ê chề mỏi mệt, đó là bệnh tổn khí. Có nhiều người tâm họ quá khủng hoảng, họ không có làm gì tổn khí mà làm cũng mất khí, bủng rủng tay chân, đi siêu quẹo đi không nổi. Tâm lực khí lực phải dùng chung với nó làm sao thiệt khéo. Giờ bắt đầu đi bốn chữ với đại chúng nha, đang nói đại chúng. Đi là khỏi khánh khỏi đồ luôn, đi nghe theo tiếng. Thì đi, bây giờ nói lại thêm cái chỗ lạy, nếu mà đại chúng mệt thì mình niệm thầm theo. Đang tu đại chúng nè. Rồi nếu mà mình niệm ra tiếng mà mệt, mình niệm thầm là nhép môi Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình mệt nữa, im lặng lắng nghe lạy lên xuống hít sâu. Còn im lặng mà nó mệt nữa đó, có nghĩa là niệm thầm nó mệt đó, im lặng nó cũng mệt, thôi ngồi xuống luôn. Rồi nó mệt nữa thôi nằm nó luôn chứ giờ sao. Nằm là thôi khiêng ra bên phòng hộ niệm rồi. Ha. Hết kiểu rồi. Tính con đường mà nằm là hết kiểu rồi, vô phòng hộ niệm thôi chứ còn đi đâu nữa. Đúng không? À, giờ đi nè, nếu mà đi niệm ra tiếng mệt lắng nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ lắng nghe thì phải nhớ số. À, hôm bữa thầy Thánh Tuệ ông đi trong phòng hộ niệm không thấy ổng niệm, hỏi đang làm cái gì sao không niệm, ổng kêu tịnh thính, tịnh thính. Kiểu tỉnh thính mà có lắng nghe nhớ, tỉnh thính mà sẽ nhớ số à. Chứ tỉnh thính nghe bên ngoài không, cái tâm nó chạy đi đâu thì cũng phải là tỉnh thính. À, rồi bây giờ đi bốn chữ nè, bốn chữ ba cách khoảng nhịp ra, đi hai vòng qua lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hết 10 câu đúng không? 3-3-4. Nhưng mà cái này lúc mà thầy biểu diễn, thầy diễn xuất như vậy thì cái chính giữa khoảng trống thầy để khoảng trống không niệm và mình bước theo đúng bước chân. Nhưng mà trong máy á, trong âm thanh á, mà tu đại chúng mà giác nhàn niệm á, là nó có hai câu A Di Đà Phật nhỏ lại, lúc đó mình hít thở sâu vô không niệm.
Nếu mà mình dính liền số thì rất nhớ khó. Đây là cách đầu tiên khó nhất, là 10 số đi direct thẳng vô rất khó. Phải ngắt làm 3 khoảng như vậy. Cho nên lúc chúng tôi tu một mình thấy 10 số nhớ cái rẹt vô đại chúng vô không nổi, bởi vì đang đi đông người nó phân tâm không vô 10 số được. Phải là ngắt khoảng làm 3 ra, 3, 3, 4 ra thì người ta niệm được. Thử vô một cái không được là đại chúng thấy là suốt cả buổi đó không niệm được cái số nào hết. Thôi bỏ, chuyển cái khác là cái mà đầu tiên đưa ra. Cho nên ra kỹ sư để nghiên cứu là cũng phải thử tới thử lui hoài. Máy bay chế cũng phải bay nó rớt hay không chứ. Nếu nó rớt rồi ai dám bay. Cái gì nó cũng phải thử chứ, đúng không? Tu cũng phải thử, nhiều người nó ông nhà cũng đổi hoài. Cái này chúng ta không có tu, đại chúng tu mình cũng phải thử tới thử lui chứ, đúng không? Nhưng mà xì ke là đừng có thử nghe, nhắc rồi đó. Rồi được chưa? Bây giờ cái này là tu với đại chúng đúng không? Bây giờ ngồi niệm ra tiếng với đại chúng vẫn 3, 3, 4, đúng không? Ngồi với đại chúng mình làm sao? Mắt ngồi là nè, đi thì mắt mở ra để đi, rồi lạy thì bắt đầu mình đứng thẳng là mắt mình mờ mờ rồi, còn ngồi xuống là phủ đôi mi xuống tuyệt đối luôn, thủ liên tục luôn, không có phải cho nó hở lên luôn và không nhắm lại luôn. Ngồi thì phủ đôi mi quá dễ rồi, đâu có đi đâu, sợ té đâu có lạy. Khi lạy mình thấp xuống để lạy thì mình phải mở ra, đúng không? Rồi ngồi niệm 3, 3, 4, bốn chữ vẫn lấy điệu kinh hành mình dùng luôn, dùng cho hộ niệm rồi, dùng cho lạy trong hộ niệm luôn. Thiện không? Bữa nay ổn không thầy thiện không? Nó ổn. Nó vô khớp cái là nó ổn à. Giờ 3, 3, 4 niệm nè. Theo điệu kinh hành đó nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đứng dậy. Cái ngồi á, nếu mà không hít sâu á, là 4 câu không đủ. Bước đầu thì ráng đủ, về sau là chất quốc luôn, không đủ. Ngồi là dễ hít khí nhất, đứng là dễ hít nhất, đi chỉ là hơi khó. Thân nó động cho nên khí nó tản. Mà khi mà tâm yên, tâm định thì khí nó sâu, khí nhẹ, quyết lưu thông. Câu này của một vị ông tu thành tựu cái pháp niệm Phật, hơi thở. Nhưng mà nếu hít vô một câu, hít vô một hơi thở ra A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật á, cứ ngài Ấn Tổ nói cứ như vậy làm hoài thì cũng sẽ bệnh, sẽ bệnh. Nhưng mà ba hơi, một hơi ba câu vô hại. Hay chỗ này hay, thực sự là đúng như vậy. Rồi bây giờ là thầm nè. Thầm là tu một mình thì thường buổi sáng chúng tôi là thầm, dẫu cho dư hơi buổi sáng cũng vẫn là phải dưỡng khí. Thầm thì giống như hồi nãy ra tiếng, bây giờ thầm thôi. Giờ thầm nè, xá cũng phải thủ thuật như vậy. Xá thầm một mình á, mình tu một mình nè, bắt đầu bước sang tu một mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ nghe, cái chỗ này điều chỉnh chút nè. Thầm một mình không cần ngắt khoảng. Nếu nhanh quá không nhớ số thì chậm không ngắt khoảng. Một mình mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu cần ngắt khoảng. Làm lại một mình nè. Thầm không ngắt khoảng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xa xuống. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Thì cái này là niệm thầm một mình phải niệm 6 chữ. Cái lối lạy này là của thầy Tánh, thầy tìm ra bởi vì thầy tổn khí quá nặng khi đọc Lăng Sao. Nhưng mà thầy niệm 4 chữ từ trước đến giờ, chúng tôi nói phải 6 chữ cho nên điều chỉnh lại một chút, thầy qua 6 chữ. Và khi thầy lạy thì chạy đứng, thầy đầu tiên vô thầy không xá, chúng tôi nói xá thêm, đại chúng quen cái cách xá rồi. Và cái niệm thầm này thầy dùng bấy lâu nay. Còn nếu niệm trong tâm á, mà lễ Phật á, thì không trụ được, không có âm thanh á, mình để tâm nó chạy, không có thể nào có âm thanh để giữ được cái tâm để lạy cái gì 3, 4 này. Cho nên không niệm trong tâm được, lễ không niệm trong tâm được. Đi tự do thì nhớ nó được, nhớ từng chữ mà phải chậm chứ không có thể tốc độ như vậy được. A Di Đà Phật. Càng chậm, đừng chậm quá để tâm rời rạc, nhưng càng chậm bộ nhớ ghi càng mạnh trong tâm. Nguyên lý nó là như vậy. Rồi bây giờ lễ thầm 6 chữ, phải là 6 chữ nha. Phải là 6 chữ, Ấn Tổ nói phải dùng 6 chữ để niệm ra tiếng. Mình lễ Phật dùng 6 chữ, đi không dùng 6 chữ được thì 4 chữ, vì đi nó tản khí, dùng 4 chữ. Giờ đi 4 chữ nè, thầm đi 4 chữ nè. Ở nhà thôi một mình quá tự do rồi. Hai vợ chồng cũng có thể dùng cách này được luôn. 4-5 người thì phải cần có âm thanh giữ nhịp. Giờ thầm đi giống như hồi nãy. Cái cách này là chúng tôi sử dụng bởi vì một mình rất khỏe, rất nhẹ. 4 chữ đúng không? 4 chữ thôi, kinh hành 4 chữ. Và cái hơi mình vừa đủ đúng cái tai nghe thôi. Rất nhẹ, vừa đủ làm sao nghe rõ được. Mình nghe rõ không cần người khác, rất rõ. Rồi đây là đi trong chánh điện, trong đại chúng, trong chánh điện của mình á, một mình đúng không? Còn mình đi tự do, nếu mà mình đi tự do mình làm cái kiểu này nó kỳ lắm, không đi được. Mà nếu mà mình đi trong chánh điện mà mình bước ào 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 không theo thứ tự thì cũng không có trang nghiêm. Còn đi tự do ngoài đường, đi bách bộ, đi sở thú, đi công viên hoặc là đi vòng vòng, thường người nào mà chịu khó đi bộ, ví dụ có nhiều người từ ở dưới nửa dốc hoặc dưới ngay cây bơ đi lên cũng xách Honda chạy, không biết đi bộ. Đi bộ rất thoải mái, hít thở lên dốc bình thường vô tư. Thay vì có một đoạn đó là mình lại Honda dùng tốn xăng, tốn sức, lỡ nó tông cái rầm, bể não nữa. Đi bộ đâu có tông gì đâu. Sáng là chúng tôi bách bộ xung quanh. Công phu xong trong động là chúng tôi sẽ đi bộ xung quanh. Quảng Tịnh này với ai đó. Từ ở dưới nhà chạy lên, ông đứng ngay cái cửa của sư hậu bước kẹt. Tin. Cũng không xuống đây đi bộ lên đây được nữa. Thầy Nhân Minh bấm rẹt mở cửa vô. Rồi đổi nên cái bắt đầu chạy ra ông kia. Tin. Rồi đóng lại. Trời ơi, tôi nói ông làm biến gì vậy? Ông Quảng Tịnh, ông làm biến bà cố luôn. Gì đâu mà từ dưới nhà đi lên đây xách Honda chạy. Honda chạy cái bữa đi xe con. Nó không phải là chê hoặc la, nhưng mà nhắc để mình làm gì? Đi bộ. Đi bộ là nhịp tim tốt nhất. Và đi tự do, không theo bước chân. Bây giờ thầy Tánh là đi bộ tự do nè, niệm nhớ số nè. Và nếu không nhớ số được thì nghe câu Phật hiệu, từ từ nói mà nhớ số. Một là đi tự do không nhớ số thì phải là nhép môi 3, 4 trước. Còn nhớ số thì càng tốt. Còn cái chân không vào khuôn khổ. Giờ đi nè. Vẫn thầm nha. Thầm nhớ số. Và chân tự do. Đúng không? Đi tự do rồi làm sao mà bước chi ai dây chân trái đạo Phật chân phải. Người ta coi ông này dũng điên đi đâu kìa. Đúng không? Rồi tự do nè. Anh này tu tự do nè. tay mình thoải mái, khỏi chấp, khỏi để ngực gì hết trơn. Còn nếu mà đi kinh hành bữa nay mọi người quen là để tay trước ngực đi cho nó thoải mái, chấp có người chấp người không, đại chúng ở dưới đây trên này cũng như chơi dưới đó, thầy Phổi Sáng không đi, ông để tay trước ngực, thầy Tánh cũng vậy, đi rất thoải mái, đi khỏe. Còn chấp như vậy mình gồng gân nó lên hơi khó chịu. Mà đi thì khi để tay như vậy nè, để tay phải lên trên cái ngón cái nó chụm nhau, và hai tay phải tay trái ịnh nhau như vậy là một loại dưỡng sinh âm dương quân bình trong cơ thể, rất tốt. Rồi giờ đi. Đi tự do, vẫn niệm 3, 4 nhớ. Đây là cách của tổ dự sử dụng hàng ngày.
thoải mái không? Thoải mái, bỏ bước chân luôn. Thì thoải mái vô cùng. Mới nghiên cứu được hồi sáng nay, mới tin luôn, trong lò nóng hổi luôn. Thoải mái luôn, khỏi chân cẳng gì hết trơn. Thấy thoải mái không? Nhưng mà trong hội niệm mà đi kiểu này tụng nhau á, đừng đi hội niệm kiểu này nha. Phải đi làm sao bước nhịp vô chân thì đều hết chưa? Đi tự do không? Bỏ chân nhớ số, nghe tiếng. Đi tự do, giờ ngồi tự do nè. Ngồi tự do, ngồi trên ghế, rồi ngồi trên bộ đòn, hoặc ngồi chỗ xích đu, rồi cái chân đưa qua đưa lại kệ nó. Rồi, ngồi tự do. Niệm Phật nhớ số, ngồi tự do, đi tự do. Ngồi tự do là gì? Ngồi tự do là bắt đầu mình gì? Là niệm cái này là không phải ngồi trong chánh điện nữa, mà họ đang ngồi chơi với bạn bè hoặc ngồi một mình ở ngoài công viên rồi gì đó. Thì lúc này là bắt gì? Nhớ số, nghe tiếng. Rồi, ngồi tự do. Có trường hợp nào như vậy không? Trong cuộc sống có không? Có thì phải dùng trong mỗi lúc chứ. Rồi, ngồi tự do. Cái ngồi tự do này là phát minh do cái nhà lá, con mình ngồi trên hình của tổ xung quanh, để chúng chắc biết nhà lá ngồi niệm, cái cho niệm vậy đã cho ta sướng, cái chân đung đưa. Nói ngồi như vậy chứ thực ra xếp bằng cho đúng ra mình ngồi trên ghế hoặc ngồi xích đu hoặc ngồi cái chân nó cứ đưa vậy nè. Nhưng mình số với cái niệm là phải nhớ nha, chứ không phải đưa tự do hết trơn luôn, nó niệm nó chạy tùm lum không được á. Nghĩa là làm sao? Ý nói ngồi tự do là thấy ngồi như vậy, chứ được ra mình ngồi trên ghế, ngồi trên giường, ngồi ở công viên, ngồi ở chỗ nào không biết, không có thành khuôn khổ của cái chân. Đi cũng không thành khuôn khổ của cái chân, ai dư chân trái, đà Phật chân phải. Nhưng số với cái âm thanh phải rõ ràng. Bây giờ nó còn một cách nằm tự do nữa. Nằm được không? Thôi được vậy đi, nằm thì dễ biết rồi, ổng nằm kỳ quá ha. Khỏi nằm tự do đi. Nằm như thế nào là nằm tự do? Nằm một chân đưa lên, một chân đưa xuống, nằm ngửa là tự do. Còn nằm khuôn khổ là nằm như thế nào? Nằm khuôn khổ là người này nằm nghiêng bên tay phải, mệt họ không quen, họ ngửa ra một chút xíu, tay để lên bụng. Thì người này nằm có khuôn khổ, nằm có phép tắc, nằm có oai nghi. Còn nằm suy nghĩ không biết ngày mai làm sao, mệt cái đầu lắm. Hồi xưa có nhiều người nói đừng gác tay lên trán, gác lên coi chừng đến sáng tóc bạc trắng liền, đen thành trắng suy nghĩ. Thì lúc đó mình sao? Hít vô một hơi nhẹ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn không nữa, từng chữ, từng chữ, từng chữ. Rồi một chập hít hơi vô, không thành cố định, hít vô A Di Đà Phật. Hít vô rồi thở ra A Di Đà Phật gì cả. Lúc đó không cần hơi thở, rất nhẹ. Và có thể rằng là hơi thở lúc đó làm sao? Lâu lâu hít cho nó vô, giống như mình bơm xăng vô, lâu lâu hít cho nó vô, bắt đầu trong tâm từng chữ từng chữ. Thì cái cách này buổi trưa chúng tôi thường dùng. Ăn cơm trưa xong là chúng tôi ru giấc ngủ bằng câu Phật hiệu từng chữ, một chút là vô liền. Còn không không ngủ thì sẵn đó là cả câu Phật hiệu hết một tiếng, nửa tiếng thức dậy rất tuyệt, sảng khoái hơn ngủ nữa. Dùng cách này thử. Nhiều người ngủ trưa họ ngủ không được, họ dậy họ mệt. Họ có nhiều người họ ngủ họ mệt quá chừng, thức dậy đầu óc họ quá trời khó chịu luôn, còn mệt hơn không ngủ luôn. Còn một cái cách từng chữ trong tâm nhẹ nhàng ru giấc ngủ, tuyệt tuyệt, làm thử. Nó không ngủ thì kệ nó, mà nó đã buồn ngủ rồi là kiểu gì nó cũng phải ngủ. Niệm nó thả câu Phật hiệu ngay tức khắc. Thầy Phiên hôm qua ông nói trời ơi biết sao, thầy Minh đọc cái lời vô văn sao là con ngủ, biết cái gì nó làm che sao khó chịu.
Bây giờ mà đưa ổng xuống kêu ổng không hít thở, đừng niệm Phật nó cũng vô, mà niệm nó cũng vô, phải niệm chứ, vài câu cũng được. Thầy phiên thì thầy thích ngủ. thì thường các vị mà họ dè dặt được cái chuyện tài sắc danh đó, họ dè dặt được rồi đó, họ kinh sợ nó rồi đó, họ trừ như ghẻ độc được đó. Nhưng mà cái dè dặt ăn và ngủ, ít khi ai bị dè dặt. Thiếu ngủ thì họ sợ họ lo, chứ ngủ nhiều họ không lo. Mà chính là ngủ nhiều đó là bị hôn trầm, trí tuệ si mê, không đủ thời gian để cho mình niệm Phật. Thì đây là cái hại chứ không phải cái lợi đâu. Nhớ kỹ, ngủ dục mà, thực thì cũng nằm trong ngủ dục. Nhưng mà thức quá, thức sớm quá thì coi chừng cái não này cũng banh tiêu, không được. Chưa chứng pháp thân phải điều hòa, rõ ràng như vậy. Thì bây giờ nó còn cái cách niệm trong tâm nữa đúng không? Rồi, hồi nãy chỉ học bài rồi, bây giờ quên để bỏ micro sớm. Niệm trong tâm, không ra hơi, đi tự nhiên, khỏi dính vô bước chân, từng chữ trong tâm. Nhớ số trong tâm rất cực kỳ khó, dưới điều kiện hít một hơi thiệt sâu, giữ lại thì ba số còn có thể nhớ. Một chập cũng là sẽ khó chịu hơi thở đột ngột quá. Còn từng chữ trong tâm thiếu, bơm nó một chút hơi thở vô, đi tự do, từng chữ trong tâm chậm. Cái lối này chúng tôi đang dùng. Đi khỏi mì rồi vậy hết trơn, đi tự do mà, từng chữ trong tâm, khỏi hơi thở luôn, quên hẳn cái chân luôn, từng chữ trong tâm, không xì ra một chút hơi, đi tự do trong tâm từng chữ, hai cái tay thoải mái luôn, đúng không? Đi bên ngoài thoải mái thôi, rồi đi. Không đi giống như công an hình sự, đi bộ đội. Bộ đội đi phải nghiêm túc. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bộ đội họ đi phải nghiêm túc chứ không có thể đi lan sàng được, đúng không? Nhưng mà cái này thầy làm vậy thôi chứ mình tự do. Tự do có thể nhìn chim, nhìn mây giờ. Mà câu Phật hiệu hôm qua, thấy rồi chim, mây, người ta kêu ơi, giật tánh, nhìn bình thường luôn. Chứ không phải đi ra ngoài đường mà kiểu này, chắc cái kêu ông này chắc điên dữ. Thầy làm vậy thôi cho mình thoải mái nha. Làm sao nó là bình thường nhất là đi trong tự do mà. À, nhìn mây, nhìn gió mà từng chữ trong đó không quên. Cái này gọi là gì? Tịnh thính. Tịnh thính trong tâm. Tâm nghe câu Phật hiệu gọi là tịnh sắc căn. Căn của ý nghe được câu Phật hiệu thanh tịnh gọi là tịnh sắc căn. Từng chữ trong tâm không rời. Bước chân không dính nó nữa. Mọi vật mây trời gì đi nữa, chỉ là thấy, nhưng câu Phật hiệu không rời từng chữ. Cái này gọi là tịnh thính sâu nhất. Ấn Tổ có nói chỗ này. Cái đoạn video này cực kỳ quan trọng với người ở phương xa đó. Rất cực kỳ quan trọng cho mấy chú dựng lại thiệt sắc sảo và coi cho kỹ. Đây là tổng hợp đủ luôn. Đi đại chúng, lễ Phật đại chúng, niệm một mình, đi tự do, đi chơi, ngủ, nằm ngủ. Hồi nãy chúng ta nói thầy tánh, cái nằm tự do là nằm thoải mái, không khuôn khổ, không nên. Nằm rất là khép mình. Thấy các vị Phật Bồ Tát, những vị quỷ thần cũng như là các vị mà Long Thần Hộ Pháp đang nhìn mình đó, hết sức là khép nép, nằm rất khéo. Nhiều người quen nằm nghiêng bên phải ngủ luôn, nghiêng bên trái cái chân ép tim là thấy mộng mị, là toàn là ác mộng đó. Thì cái người nằm niệm Phật được không? Được. Ngủ, trong giấc ngủ vẫn niệm được, do hàng ngày họ giữ câu Phật hiệu quá giỏi. Mà chúng tôi nói thầy tánh, nằm trong hồn với nằm ngoài hồn, hồi nãy có ghi đó. Nằm ngoài hồn là lúc chưa chết đúng không? Mà nằm trong hồn rồi thân chết mà tâm cũng phải niệm á nghe. Vô hồn rồi cũng phải niệm. Trước khi vô hồn cũng phải niệm à. Tâm mình đâu có rời niệm được đâu. Nếu tâm thân này là chết nhưng mà tâm đâu rời niệm được. Nếu là tâm mà rời niệm thì làm sao có nghiệp ái mình sống ở đây, mình vô cõi này. Tâm không rời nghiệp ái, thấy cha mẹ đang có thể gọi rằng là ân ái là mình chui vô đó.
thương cha là làm nữ mà thương mẹ là làm nam. Rồi gì nữa? Thì từ một niệm ái tâm đâu rời niệm đâu. Nếu mà tâm tham thì phải về cõi địa ngục, thì đâu có rời niệm đâu. Mà tâm không rời niệm Phật thì đi đâu? Về cực lạc. Rõ ràng như vậy, quá rõ ràng như vậy. Muốn tâm không rời niệm thì bây giờ miệng không rời Phật, tâm không rời niệm Phật. Như vậy miệng xưng tụng, tâm nhớ niệm, thân đảnh lễ, đây là tịnh nghiệp của người tu gốc. Còn cái phước mình làm thập thiện tùy theo, tùy cái duyên mình làm. Thì cái việc mà hồi chiều hôm qua thầy Tánh có nói, chúng ta nói đoạn này trước, thầy nói có thể áp dụng được cái nhiều mười niệm nhớ số, giống như lời khai thị có ấn tỏ ở trong Gia Ngôn Lục, là đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, mặc áo cũng ăn cơm vào đạo tiểu tiện, hết thảy thời hết thảy lúc, và cái lúc nằm ngủ luôn, trong mọi lúc thì sử dụng câu Phật hiệu nhớ số hoặc là niệm thẳng, thì hồi nãy giờ đó không ra khỏi những cái oai nghi hồi nãy giờ đó. Đi là kinh hành hoặc đi tự do đó, đứng là lễ Phật đó, ngồi là tịnh tọa đó, nằm hồi nãy có luôn đó, không rời khỏi những oai nghi này. Thì trong các oai nghi này niệm ra tiếng lớn lâu ngày tổn khí, thường niệm hàng ngày tổn khí, hai thời công phu niệm làm sao cho vừa phải với âm thanh nhỏ vừa đủ nghe, không cần tốn sức nhiều vì có máy đã trợ mình rồi. Niệm thầm một mình công phu, nên thầm sáu chữ vẫn là giữ, cho nên trong văn sao ngài nói sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật là bổn mạng nguyên thần, rồi bốn chữ ngài cũng có nói, thì ngài đang dùng bốn chữ và sáu chữ, cho nên không có nói bốn chữ không hoặc sáu chữ không. Rất tuyệt cái chỗ này, không thể bỏ được. Rồi mình niệm gì? Xe xẻ, niệm kim cang là cách niệm này khỏe nhất. Nhưng mà cái chỗ này quan trọng nè, khi đi tự do hoặc đi kinh hành, hít cạn một thời gian là chán câu Phật hiệu, vì khí lực không đủ, cho nên tâm lực không để lên câu Phật hiệu được. Cho nên quan trọng vẫn là khí lực cho vô sâu. Thực sự quý vị tu ở đây, chúng tôi cho vào khuôn khổ chứ một mình chúng tôi là hít sâu lắm, khỏe lắm. Và dùng hơi thở khi úp mặt xuống kéo, khi hít vô nín lại ba câu ở trong tâm luôn. Càng dài hơi thở càng vô sâu càng tốt, sức định tập trung càng cao. Chỗ này đại chúng lưu tâm. Nếu đi bình thường tự do đi mà mình không có hít, mình niệm 3, 3, 4 nhớ số một chập thả liền, tâm lực không đủ để giữ, chán liền, bắt đầu nó bắt mình phải vọng tưởng. Nếu làm một cái gì đó mà không đủ khí lực, không đủ tâm lực, do khí lực bị tản cho nên tâm lực cũng tản luôn, không làm được công việc đó. Làm việc đơn giản nhất thôi, đó là cái chuyện ngủ. Ngủ mà không đủ khí lực, trằn trọc ngủ không được. Hôm bữa chúng tôi nói cái gì, lên trên này công việc về nhiều quá, nằm coi như là trắng đêm, ngủ không được, hít thở cũng không được luôn. Bây giờ nằm hít nhẹ đâu có đủ đâu, trắng đêm như không. Nó ngủ mà không đủ khí lực, nó ngủ còn không được, nó còn mệt, chứ đừng có nói mình làm cái chuyện niệm Phật. Vậy khí lực quan trọng, cho nên ngài mới nói là ba hơi, ba ba bốn. Hơi là hít à, hơi là hơi thở đó, từng chữ từng câu cho rõ. Thì trong cái lối niệm của ngài là phải ra tiếng sáu chữ lúc công phu hai thời, đừng có quá sức. Còn hàng ngày đi thì phải giữ kim cang trì, thầm thầm nhớ số. Và đi tự do phải nhớ số, là đi ra bên ngoài, không có phải trong pháp hội, là phải nhớ số và nghe được cái âm thanh xì xì đó. Và không nữa thì mình đi trong tâm từng chữ niệm trơn thẳng luôn. Thì cái những cách này phải đổi nó, chứ còn giữ một cách lâu ngày nó sẽ chán, và có nhiều lúc nó thấy niệm không được là nó bỏ luôn, không còn cách nào khác, như thua. Hồi xưa chúng tôi dùng 2013, một năm trời chỉ là một năm rồi cũng thả, chưa tới đâu, chưa tới đâu. Thì đó là hôm nay cái việc mà chúng tôi có trình bày với quý vị, cái việc mà mười niệm nhớ số quá rõ luôn, và có hình ảnh phải coi tới coi lui để cho mình ấn tượng cái cách này, ấn tượng không phai. Có ông thầy mắc cười, ông đi cúng mà người đó bị tai nạn, bị tông xe lồi não luôn. Rồi để lên giường, nó kinh khủng, cái não rồi nó bu. Ông về ông ám ảnh đúng một tuần. Qua một tuần rồi, ăn cơm lúc nào ăn cơm cũng nhớ đến cái đứa nằm bị lồi não đó. Rồi ông ngủ ông cũng mơ màng, ông thấy cái đứa đó. Bây giờ cái ám ảnh nó quá lớn. Vì sao vậy? Tâm lực cũng quá yếu, cho nên ông vô cái ám ảnh đó ông lấy ra không được, ông thoát không nổi nó được. Tâm lực yếu bị ám ảnh quá lớn.
Nếu mà ông chịu hít khí thiệt sâu vô thì cái nội tiết tố mà ám ảnh nó bị không khí nó pha loãng 50%. Đề khởi câu Phật hiệu nữa là nó mất ngay tức khắc. Không lâu đâu, 3 tiếng là văng liền. Không biết cách lấy ra. Sao mình không ám ảnh cái niệm Phật được vậy? Sao không ám ảnh niệm Phật được? Không ám ảnh được cái cách này. Thực ra không phải dùng danh từ ám ảnh, chứ mà ghi nhớ rõ, ghi nhớ vô trong con chip của bộ nhớ, trong tâm ai là gia thiệt rõ, không quên. Giờ coi, cử thân, động thân, cử thân, đi nhìn cái là 4 chữ không bao giờ nhớ. Chưa có một cái ghi nhớ rõ, làm sao mà 4 chữ rõ ràng. Cái này Ngài nói là gì? Niệm không có nhớ số, niệm thẳng không tốn tâm lực, nhưng tâm lực bắt đầu dồi dào. Từng chữ, khó cực kỳ. Đây là khó nhất, nhiếp tâm tịnh niệm, lặng lẽ lắng nghe tịnh thính là khó nhất, vì trong tâm không quen, không ấn tượng được cái danh hiệu Phật trong tâm. Thì bây giờ phải lạy lên lạy xuống, lúc cuối mặt phải nhớ 4 chữ cho rõ, ghi vào cho thiết rõ nó. Thì lúc đó lâu ngày chày tháng nó tự phát luôn, tự phát luôn, tự A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc đó muốn ngưng thì nó ngưng. Có nhiều người tập nghe, nghe riết rồi nó cứ niệm hoài, rồi bắt đầu muốn ngưng không được thì tâm lực quá yếu. Không phải nó, không phải nó, cái này sai rồi. Phải chủ động được niệm từng chữ trong tâm, nhưng muốn ngưng là ngưng. Cái chỗ này. Còn 20 phút nữa là 11 giờ là đúng 2 tiếng. Thì Ấn Tổ Ngài nói có hai cái nghiệp mà làm cho con người mình lúc lâm chung trở ngại, và người tu tịnh niệm cũng bị trở ngại. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Thứ nhất, đó là nghiệp sát sanh của người bắt đầu quy y chưa ăn chay trường, và ăn thịt chúng sanh chưa ăn chay trường. Dẫu người ăn chay trường mà bị túc nghiệp của sát sanh quá nặng, cho nên đây là sự chướng ngại, cái cửa ải để mà vượt qua nó, để mà về cực lạc, thì cửa ải này là càng khó. Tuy rằng bây giờ quý thầy như chúng tôi ăn chay trường rồi, nhưng mà nhiều lúc cái chủng tử, cái nghiệp báo nó còn có quá khứ, túc nghiệp nó còn chứ. Đúng không? Còn chứ. Cái vị đó là vị tu hòa thượng rồi, lúc còn nhỏ chỉ ám ảnh ăn một cái con gà do mẹ nấu, lấy xương, lấy thịt hầm, nấu cháo ăn, cho đến lúc lâm chung cứ nói: lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất dạ ẩm kê thang, vì bệnh nằm liệt giường nên thích ăn cháo xương gà. Cái chủng tử quá mạnh, không thể nào cản nó được hết. Gặp một vị thầy đi ngang qua khai thị, vừa nói lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất dạ ẩm kê thang, thì vị đó họ tu tịnh độ, vừa khởi niệm đó lên, vừa nói như vậy, thì Ngài mới nói là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì vị này cũng quay vô, ông niệm Phật, cái ông vượt vãng sanh. Không có người khai thị. Lúc này thì cần lắm, không người khai thị. Nói với mình là một rồi, không ai chỉ cho mình, không đi ra được. Ơi, con đường đó sai ngang, mình không có ai khai thị, đâm đầu mình đi. Sai một ly đi trăm ngàn dặm, đối với chúng sanh trong ta bà này, nếu mà không gặp được thánh hiền lời Phật tổ, là sai một ly đi vào việc sát sanh, đi vào ăn thịt chúng sanh, đi vào tà dâm, thì hai ngõ rẽ này dắt xuống tam đồ ác đạo nhanh cực kỳ. Ghiều. Bọn phàm phu mình mà không có tin nhân quả thiện ác, và không có lời thánh hiền, không có thiện tri thức nhắc, thì nó đi vô con đường này. Bởi vì nó quen đường cũ rồi, ngựa quen đường cũ rồi, bao nhiêu đời kiếp nó đã quen con đường này rồi. Bây giờ mà thả nó ra, không có cái gì kìm kẹp là lời thánh hiền, lời cổ thánh tiên hiền, thì nó phải đi vô con đường này thôi chứ. Đó, nhỏ lớn lên là có vợ có chồng thôi, có ai mà thoát khỏi nó không? Vô tu sĩ rồi đôi khi còn chưa thoát được cái tâm ái này, đến A-la-hán nó mới trừ đó. Chỉ sợ nhân quả thì nó kìm còn được, hết sợ nhân quả coi như xong. Chỗ này chỗ thoa dụng sâu sắc đó, hữu ích đó. Ngài nói một con người phàm phu nếu mà không có lời thánh hiền, không có thiện tri thức, không sợ nhân quả, không biết đạo là lễ phép đạo đức, không biết tu hành gì cả, thì con người này là ngựa quen đường cũ, tham sân si mạng dắt họ đi để tan thân mất mạng rất nhanh, không cách nào họ cưỡng lại được. Ghê chưa? Sai một ly đi trăm ngàn dặm, sai một hào ly đi trăm ngàn dặm đối với bọn phàm phu chúng ta. Ghê chưa? Ghê không? Những nhiều người nói đâu sao đâu, ở ngoài đời có gì đâu đó, người ta cũng sống như vậy đâu, cái sao đâu, nói gì đâu, quá đáng. Để coi khi chết rồi mới thấy các căn có vui vẻ không. Chỗ này phải thẩm thấu. Chết rồi mới biết hậu vận của nó ra sao, còn sống thì thôi, phước báu còn thừa đáng hưởng.
Rồi Ngài nhắc thêm nữa, người trong cõi này nếu không tin nhân quả thiện ác, không có lời thánh hiền Phật tổ, họ có phước mà không hưởng si phước, họ tạo nghiệp, thì chuyện này hiếm vô cùng. Không có đâu. Chỉ có sợ nhân quả, tin lời thánh hiền, biết đời này bố thí, đời sau là sẽ giàu có, biết đời này niệm Phật, nguyện một đời này vãng sanh thì được. Chứ còn không là đi lệch cái quỹ đạo, lời thánh hiền, lời Phật tổ là phải tan xương bắt mạng, đọa lạc như chơi. Rõ ràng, chúng tôi chiêm nghiệm rõ ràng, chính xác vô cùng. Cho nên là nói là hai cái giới dễ phạm khó giữ. Sát sanh dễ phạm, thấy thịt quá ngon khiến người ta giết quá dễ dàng. Và cái chuyện dễ phạm khó giữ là sát sanh, dễ phạm là tà dâm. Cái này là cái chuyện phải do A-la-hán mới xử lý nó đó. Còn không thì phải gì? Kìm nó, sợ, sợ giống như đi trên vực sâu, sảy chân một cái là tan xương bất mạng. Sợ quỷ thần đang nhìn mình, một niệm mình tương thông với quỷ thần, với long thần hộ pháp, với Phật A-di-đà, làm cái gì họ cũng biết hết trơn. Chỉ người phàm mắt thịt này không thấy thôi. Ngài nói phải sợ tội lỗi từ chỗ này. Nếu mà mình làm một cái điều gì sai, người phàm để nhìn mình thì mình đâu dám làm, đúng không? Nhưng mà bây giờ không có người phàm, không có người đồng cảnh giới mình, thì mình phải nghĩ đến có quỷ thần Phật Bồ Tát đang nhìn mình. Thì đây là một cách trừ lỗi rất tuyệt. Sợ lỗi sai, muốn làm điều thiện quỷ thần biết hết. Quỷ thần biết mà Phật tổ không biết hả? Bồ Tát không biết. Chuyện này làm gì có đạo lý này, đúng không? Mà vì sao mình biết như vậy mình vừa cố phạm? Bởi vì cái tập khí nó quá mạnh, mình không có cái pháp để kiềm chế nó. Rõ ràng, đúng không? Rõ ràng. Thì biết mà không kiềm chế được, không dụng cái pháp thập niệm cái số, thì tan xương mất mạng thì quá đáng đời thôi. Giờ sao? Đụng đi, đụng đến lới sớ bợp chộp vô tà dâm mới thấy tan xương mất mạng. Tất cả trong mạng đều mất hết. Thọ mạng mất, tài mạng mất hết. Chết yểu, chết trước tuổi thọ, ngũ phước si hao. Chết rồi các căn không vui vẻ. Rõ ràng. Giờ còn lại 15 phút, thầy Minh đọc cái lá thư này trích trong Bảo Thân Tiết Dục, cực hay luôn. 4-3 lá thư này là quan trọng, lắng nghe cho kỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời 3 lá thư trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục. Trả lời thư cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục, năm Dân Quốc 20-1931. Hai người này đều là em trai ông Đức Tấn. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên, chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỵ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng trích từ 24 bộ sử ra. Hai cuốn Gia Ngôn Lục, đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hành để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, tri kiến tự trở về chánh lý, học hành, làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyển may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Lục, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thủ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thủ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy, hãy nên đau đáo răng dè. Anh các con là Đức Tấn, mong mọi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho,
đã sớm xin quan viết thư khuyên lơn các con. Quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu, những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện. Lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân sáu phước sao lại có thể cùng trời cao đất dày, cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ỷ mạnh nuốt yếu ư, người như thế còn thua kém xài lan, hổ báo, rắn độc, rất dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tích Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra, nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ. Chịu tinh sâu tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong, mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi trắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. Thư gửi cư sĩ Trần Ngạn Thanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông, hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng. Dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ lẫn nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí lực suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con, dâu, cháu, hãy rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu, ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy điều hành hiếu thuận, để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh, yên vui. Những lời này chính là lời chí lý chí tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Thư trả lời cư sĩ Vương Thận Trai, năm Dân Quốc 20, 1931. Chồng bà Triệu lãnh cô bỏ vợ mê gái làng chơi,
luận theo tình cảm thế gian thì số mạng lạnh cô mỏng manh bất hạnh, còn luận theo Phật pháp thì thật là may mắn lớn. Nếu chồng chẳng ruồng rẫy thì tình ái vợ chồng con cái ràng buộc, suốt ngày bận biểu càng khó niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Này do chồng bỏ mà được chuyên tâm niệm Phật, để đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, liền liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh. Lợi ích ấy hoàn toàn do bị chồng bỏ. Hãy răn nhắc bà ta đừng sanh lòng oán hận, mà hãy nên sanh lòng cảm kích, lại nên đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho chồng, khiến cho ông ta mau thoát khỏi nẻo mê, mau tìm lối giác. Có lòng dạ như vậy thì hai lòng yêu ghét đều chẳng thể sanh, niệm Phật càng được hiệu quả lớn lao. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Băng, ngụ ý nên giữ tấm lòng như băng thanh khiết, trọn không bị trần lụy. Hãy nên đem những pháp luyện đan vận khí trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi hết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này. Đối với pháp niệm Phật, nếu bà ta đọc được sách thì nên bảo xem Gia Ngôn Lục và những sách dễ hiểu gần gũi. Nếu không, hãy giảng đại lược cho bà ta. Hiện tại vận nước nguy ngập, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, hãy nên khiến cho hết thảy mọi người cùng niệm Phật hiệu và niệm danh hiệu Quán Thế Âm để làm kế dự phòng. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong này có một cái lá thư mà hồi nãy chúng tôi nói có cái cô đang ngồi ở đây bị chồng bỏ, phải không? Lá thư thứ ba Ấn Tổ trả lời cho cô đó. Hồi nãy chúng tôi nói nhiều lúc cổ cũng hơi ngờ ngờ vực vực, chúng tôi nói mà không biết sao bữa nay in cái lá thư này ra đúng như cái câu hỏi cổ vậy ta. Hồi nãy cổ nói danh từ là chồng con theo gái, họ bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi rồi. Chúng tôi nói ô tốt, cái cổ ngỡ người ra sao tốt. Nói về luận thế gian thì đây là cái chuyện mà mình thấy rủi, không tốt như những người mà vợ chồng tề mi giai lão. Nhưng mà luận về Phật pháp thì đây là cơ hội để cho họ không có làm cho mình quyến luyến về ái tình. Vợ con là sự quyến luyến ái tình không tu được, đây là cơ hội phải cảm ơn chồng chứ. Phải không? Hay thiệt hay. Cuối cùng chồng bỏ chồng chê, chồng theo gái mà nghe cũng hợp lý, được tốt. Tỏ mới luận được kiểu này chứ mình luận không nổi. Vô tù cũng tốt luôn. Hay thiệt là hay, trí tuệ siêu việt Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí. Cho nên thành ra mới nói trong họa có phước. Cái câu này ngày hay dùng nè. Trong họa có phước, trong phước có họa, họa phước vừa dẫm. Trong họa có phước là cô này gặp chồng theo gái, mang tiền cho nó hết, trong họa có phước. Phước là biết tu hành cảm ơn họ, vì họ làm mình quá đau khổ đến tuyệt vọng, cho nên mới chụp A Di Đà Phật, chứ còn đang sung sướng ngồi xe cộ đang đi chơi nước này nước nọ dễ gì niệm, đúng không? Rồi trong phước có họ, họ đang hạnh phúc với nhau, họ đang đi Hawaii biết đâu ở Hoa Kỳ xuống tắm biển sung sướng, cái cuối cùng gì chết với biển luôn, về nhà nhà con cá nheo nhúc tiêu tan tán đường hết. Ai hưởng phước mà không si phước? Ngài nói ở trong cõi này người không gặp khổ, ai mà có đầy đủ của cải vật chất ngũ dục mà không hàng ngày rong chơi theo phường thanh sắc. Nói nghe coi, ngài nói siêu lắm, những lá thư này siêu lắm. Đừng nói là mình không có, đừng nói mình không có, mình có hết trong đó đó, mà mình không có nghĩ rằng là của mình. Cho nên đợt này chúng tôi phải làm lại một cái cuốn với thầy Tánh, đó là Văn Sao Đệ Tứ Biên, những lá thư tinh yếu đó, những lá thư này nè, vào trong đó những lá thư tinh yếu. Chứ còn nhiều lá thư như ông Đinh Phước Bảo 19 lá, đọc vô có 2 lá là nói chung chung, còn không nói cho ổng, không có những lá nói riêng ổng, gia đình ổng thôi. Nhưng mà hầu như là những lá thư này là nói là chung hết tất cả mọi người đó. Nhưng mà tìm những lá thư tinh yếu ra, cho nên gọi là Văn Sao Đệ Tứ Biên. Chúng tôi làm cái công tác này để ngày 18, 19 tháng 7 âm lịch tặng cho quý vị cuốn sách này. Còn mấy làm 2000 cái chuẩn bị về rồi.
màn hình đó, mấy màn hình loại đề mới để chuẩn bị tặng cho quý vị mà phát thẻ để mỗi người có thẻ là biết có máy rồi, và ai lúc trước có rồi bây giờ mình không nhận để gửi cho người khác. Một cái máy này hôm trước cũng có mấy người họ vô họ xin xong rồi họ ra, họ quay vô lại, họ mang đi họ bán. Trời ơi, thiệt tình luôn. Hết chuyện cái bà nội này luôn. Xuống dưới bán giấy dụng, thấy một đống sách toàn là trên tịnh thất, mang đi bán giấy dụng. Đúng thiệt, lấy viên ngọc mani mà đổi viên kẹo. Pháp bảo mà đi đổi đồng tiền dơ bẩn như vậy. Kinh khủng thiệt. Ngoài đời không hiểu nhân quả, họ làm cái gì có lợi riêng tư một chút xíu là bất chấp Phật Pháp, bất chấp thiện ác gì đi, họ làm tới luôn, miễn sao là hại người hại vật có mình lợi là được. Đó, cho nên không tin nhân quả nó là như vậy. Cái buổi giảng này chúng tôi nói là quan trọng đó. Đại chúng hết sức thận trọng lắng nghe, trọn vẹn trong này hết luôn. Ai nghe một cái đĩa này, nghe đi nghe này, nghe đi nghe lại, nắm bí quyết trong đó. Tránh hai cái việc đó là gì? Là sát sanh, là tà dâm. Hai cái này phải là kiên dè, kinh sợ nó. Và mình chưa hết đó, chứng A-la-hán mới hết. Thêm nữa xì ke đừng có thử nó. Và gì? Giữ câu Phật hiệu làm bổ mạng nguyên thần, trừ tham sân si như trừ ghẻ độc. Đang bệnh đang y, cái thân mình là phải đi uống thuốc, còn cái tâm mình là hằng ngày phải uống thuốc A-di-đà, là A-di-đà Phật. Nếu mà làm như vậy thì hỏi làm sao không an được. 10 ngày đến 3 tháng là con người này họ an lạc cỡ nào rồi. Hồi nãy ngài nói ông đang thân bệnh mà vợ chồng con vợ con là niệm Phật cho ông thì thân bệnh mà độ sanh được luôn, độ vợ chồng được luôn. Thì đó là cái điều hôm nay chúng tôi chia sẻ đại chúng. Bây giờ là đúng 11 giờ thì chúng tôi 2 tiếng đồng hồ hôm nay. Thì đại chúng nên tùy hỷ cái điều chúng tôi nói trong văn sao. Khi mà quý vị hồi nãy giờ nghe mà tùy hỷ là bao nhiêu công đức chúng tôi nói pháp vô trong tâm quý vị hết. Tùy theo tâm tùy hỷ sâu. Tâm tùy hỷ sâu giống như cây lớn, một trận mưa nó hút nhiều. Tâm tùy hỷ ít giống như cây nhỏ là gì? Hút ít. Cây khô rang, cây chết rồi là không tùy hỷ, chả hút miếng nào. Đúng không? Không hút miếng nào. Nghe rồi cái mặt một đống buồn phiền, khó chịu, nói toàn là nói cái xấu mình không mà. Không một chút tùy hỷ thì người này như cây khô rồi, khô mầm của thiện căn rồi. Nguy hiểm vô cùng, hết sức thận trọng cái chuyện này. Đó, về nghe pháp tùy hỷ, bao nhiêu công đức của người giảng và người nghe đều hoan hỷ, ra phóng sanh tùy hỷ, không bỏ đồng nào. Cái pháp tùy hỷ này siêu lắm. Mười đại nguyện vương, nếu mà Bồ Tát Phật mà không hành mười đại nguyện vương này là không thành Phật được. Ngũ giả tùy hỷ công đức, nhất giả lễ kính chư Phật mà, trong đó trọn vẹn đó. Cho nên thành ra là ông Ngụy Mật Thâm là đưa cái mười đại nguyện vương cổ Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm vô trong tứ kinh Tịnh Độ, Ấn Tổ khen, Ấn Tổ tán thán liền. Và Ấn Tổ đưa phẩm thập mười của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương đi vào trong ngũ kinh Tịnh Độ là hợp lý. Họ Thượng Tịnh Không nói bây giờ là ngũ kinh một luận thôi chứ không cần hơn, nhiều đó rồi mà làm chưa xong chứ đừng nói ít. Trong đó là bao nhiêu cảnh giới trong Hoa Nghiêm mình có thể làm được chưa? Cho nên là ngài vẫn tán thán cái cách đó là tịnh niệm tiếp nối, hay gọi là nhiếp tâm tịnh niệm. Đây, niệm Phật rõ tiếng tốn sức, niệm thầm dễ hôn trầm, tuy tán trì có công đức không nghĩ bàn, nhưng so với nhiếp tâm tịnh niệm khác một trời một vực. Người mà vô được nhiếp tâm tịnh niệm từng chữ từng câu trong tâm họ, và nhiều lúc họ nhiếp được câu Phật hiệu thì khí lực tự tăng, hết ít mà tăng nhiều, tâm lực họ quá sung mãn, gọi là nhiếp tâm tịnh niệm. Không có niệm xe xẻ ra hơi, chỉ toàn bộ là trong tâm, gọi là nhiếp tâm tịnh niệm. Hay mình nhiếp tâm cái chuyện gì khác, nhiếp tâm chuyện khác là giỏi lắm à. Nó quen quá, ngựa quen đường cũ à. Thôi, như đây là đủ đô rồi không? Mình hồi hướng rồi ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài hiển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma tát. Hôm nay là ngày rằm tháng năm năm canh tí tại tỉnh thất quan âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bảo tịnh tài ra mô tất cả các loài chúng sanh đem về để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí lợi hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi ranh la, quý vị mô cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh tật, và tất cả chúng sanh giờ đây được quy tâm bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vạn đức hồng danh nam mô a di đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sinh trong kinh Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay, quý vị tạo những nghiệp tham sân si, sát trộm dâm dối tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên đáng lẽ quý vị mang thân người nhưng trở lại làm thân sanh, sống chết gửi trên giao thức làm thức ăn cho mọi người. Hôm nay quý vị nên phát tâm cảnh tỉnh giác ngộ, quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Trong kinh Phạm Vọng dạy rằng người chết làm dê chết làm người chết làm cá chết làm người chết làm lương chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Đến ngày hôm nay may thay hôm nay quý vị gặp được các bậc thiện thiện nhân vô vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lòng cá chậu. Giờ đây quý vị quy tâm bảo sám hối nghiệp chướng niệm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung phụ thử thị già bác công đức thị tại thiên trang tiên tại chúng sanh nghiệp câu trần biên nhập tỳ lô ho tạng giới cá trung vô sướng bất siêu đương thị bất tẩy thị dự cực pháp âm trần bất diệm trần bản tác tự kỷ nguyên trần nồng ngoài đảng định đàn trang sai khổ mộng như tán dương dương lý ghé bằng như thành tình đồ sầu bị đạo nội ngoài trung gian vô trường quế thánh phàm vô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lô thủy năng linh nhất đức trầm phương tinh chi có quế tặng quyên trừ phổ sáng pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chứng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni nam mô đại bi hồi thường phần bồ tát nam mô đại bi nam mô an ra na 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 ra ya ya nam mô a di đà bồ tát yến đế tướng bán ra ya bồ đề tấn độ bờ ya ma ha tấn độ bờ ya ma ha ca lô ni ca ya an tấn bằng ra bằng về đối hi mong a di đà bồ tát yến đế tướng bồ tát lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì hay đề ma ha bằng ra ma ha đàn đầu đán điện tha an ha bà lô lô ca đế ca ya đế di đề ma ha bồ đề tấn độ tấn bà tấn bà ma ra ma ra ma hay ma hay đề đàn dân cô lô cô lô nam mô ra ya ya ra ya ra ma 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 ra mô đề lạy ya ya nắng na nắng na ra sanh bà ra sa la bà sa bà sanh bà ra sa ya ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô hay đề ta ra ta ra tấn đề tấn đề lô 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 bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya ni đế đề ya na ma tam đề 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 ma ni na ma ya ma na ta ma ha tấn đề ya ta ma ha ma ha tấn đề ya ta ma ha tấn đề như đề tấn đề ya ya ta ma ha na na cẩn trì ta ma ha ma na 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 ta ma ha ta bà ha na na cẩn trì mình đề ra dạ ta bà ha ma bà lợi thắng yến ra dạ ta bà ha nam mô an ra đắng na na ra dạ ra nam mô a di đà bà lô yến đế tướng bằng ra dạ ta bà ha tâm định đô mạn đa la mạn đa dạ ta bà ha tâm định đô mạn đa la mạn đa dạ ta bà ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh, hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, tin sâu cùng nghiền thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ để đô tâm chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy nhưng đều chạy
đăng. Đời này chìm đắm trong mê, tội ác lại về mang thân, xong đó đây chết thường đau khổ, nông vầy sừng có đỡ đường đâu, dù là bầy chưa lặn sâu, lưới bay thân bằng móng câu tạ mồi. Lúc đó dù kêu không ai thương, hồn còn và bóng nó răng xôn nồi, muôn vào chết nấy người cầm chăng, mấy sao giờ các vị thiện nhân, cứu cho người được thoát thân. Hồi đầu quý Phật xong giống lòng quý Pháp quý Tăng, làm sao mới thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý Phật lượng túng chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý Pháp đi dục chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý Tăng chung chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý ấy Phật không đo địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý âm Pháp không đo ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quý ấy Tăng không đo bản sanh. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ thân miệng y mà sanh ra. Hôm nay phá tâm xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, nam mô Đa Bảo Như Lai, nam mô Bảo Thân Như Lai, nam mô Diệu Sanh Thân Như Lai, nam mô Hoàng Văn Thân Như Lai, Bội Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thân. Dự kiến vô hoàng giới không độ nhân thiên bộ ánh xa lời từ sáng mắt gì không không quan gì sáng sáng tân tỳ không không tân tỳ sáng thọ thương anh thương nhiều phục như thị xa lời từ thị chư phật trong từ phát sanh tân kiền thị cô không chung vô sáng vô thọ thượng hành tướng vô nhàn gì thị thiệt thân ý vô sát thân hương vị số pháp vô nhàn giới này chỉ mười tân giới vô minh diệt vô minh tầm này thì vô làm từ diệt vô làm từ tầm Bồ Đăng Di Bồ Tát Đăng Cô Bồ Đề Tam Tội Văn Nhã Ma La Mật Đa Cô Tâm Vô Quái Ngài Vô Quái Ngài Cô Vô Hộ Cùng Vô Biến Ly Di Đà Hoàng Thượng Cô Canh Niết Bàn Tâm Thế Chư Bồ Đề Văn Nhã Ma La Mật Đa Cô Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thần Chú Thị Vô Đăng Đăng Chú Năng Trời Nhật Thiên Vô Chân Thị Phật Ư Cô Thiên Ba Nhã Ba La Mật Đa Chú Thân Thị Chú Vì Nghị Thị Thế Bà La Y Thế Bà La Bà la y đê bà la tăng y đê bồ đề tăng bà y đê bà la y đê bà la tăng y đê bồ đề tăng bà na nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa diệu dạ ta a di đà đô bà đề a di đà đa đề ca lăng đề a di đà đa đề ca lăng đa dạ di đà dạ dạ đa di đà đa lệ tăng bà nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa dạ đa diệu dạ ta a di đà đô bà đề a di đà đa A di đà đa thi ca lăng đa ya di ni ya ya na di đà ca lệ tam bà nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa ya đa di ya ta a di đà đô bà thi a di đà đa tam tam bà thi thi ca lăng đa a di đà đa thi ca lăng đa ya di ni ya ya na di đà ca lệ tam bà vi mạng đệ a di đà phật a vương tây thế giới âm lành con nay xin phát nguyện vạn sanh cõi sinh đức từ bi tín đồ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật a di Nam mô A Di Đà Phật Nam mô
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tăng Tịnh Bồ Tát, Nam mô Tăng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tăng Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Sanh Công Đức Tu Tấn Hành Bồ Biển Tăng Phước Giới Hồi Hướng Bồ Biển Pháp Giới Chư Chúng Sanh và Phật Sanh Nguyện Tiêu Tăng Chư Chư Biển Ngạo Nguyện Đăng Chí Huệ Chứng Minh Điều Bồ Nguyện Tổ Chương Tăng Tiêu Trừ Thế Thế Thương Anh Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Cư Tinh Tổ Chung và Khai Kiếm Phật Ngộ Phó Sanh Văn Thôi Bồ Tát Vì Bạn Lợi Nguyện Nhị Được Công Đức chúng sanh giai công thành Phật đạo tự quý di Phật mà xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phán lòng vô thường tự quý di Pháp mà xin nguyện chúng sanh thấu rõ cân tạng chi huệ như biển tự quý di Tăng tổng ly đại chúng tất cả con đà